Những hương cua lá mỏ ta đỏ đúng không? Là xuống là cho chị cục hơi cục đi nhiều hơn mấy cô cho chị một bông một cục hơn mà cũng nhóc tôi thì cát thôi đừng có gì xỏ luôn mà. Ok chị Nguyễn Nhung nha, ngày mai đi cả nhà, ngày mai chủ nhật hãy nghỉ xong rồi hãy gửi bill cho mấy bà nha, ngày mai thì rồi mấy chị ơi cắm bài tương tác lên hãy sẽ lên hàng nam nha, và nó sẽ có một cái thôi cả nhà ơi nha mấy chị ơi nha, nên là chị nào xem like mấy chị nhớ chốt thì rất là xịn luôn, từ size hả hả từ size size L cho tới size 5XL nha mấy chị ơi nha, L là mấy chị đây từ L cho tới 5XL nha mấy bà nha. Rồi chấm bài tương tác lên đi cả nhà. Hãy tặng cục hàng bôm đi hè. Như có túi à. Đây tặng cục hàng bôm đi cả nhà, cái gì đi. Lư ngọc gì đây, túi gì vậy? Một hộp nữa là rất túi. Hát của em là em gửi về địa chỉ cũ hết chị nha. Bữa nay hãy chị ơi đơn hàng của em trước. À đơn trước là mấy chị nào mà khách quen á là như em sẽ gửi vào địa chỉ cũ cho mình nha mấy chị ơi nha. Gửi vào địa chỉ cũ cho mình á. Rồi mấy chị ơi, túi mấy bà ơi. Mình nhi một năm rồi sao nó không quen á. Nè. Rồi đầu la hãy tặng luôn túi đi cả nhà. Hãy mặc là hãy bán áo nha, chưa hãy mới lên cả nhà. Hãy mặc là hãy bán áo nha, áo là hàng của nhà NT ông Chun rồi. À NT Closet đúng không? Áo là của NT Closet nha mấy chị nha, sẽ phải bán áo cho mình ha. À trưa đi cả nhà. Rồi đây hãy có túi cho mấy chị này, có hai cái túi nha. Hãy tặng luôn cho mấy chị luôn 99.000 luôn đi. Rồi lên liền cho em mã tặng túi 99.000, hàng của Hải là hàng này là túi hàng 200 nha. Đây con này nó sẽ có một cái túi nhỏ bên trong cho mình nữa nè. Một con túi nhỏ ha. Rồi hãy tặng luôn mấy chị túi dùng cho em đi cả nhà. Cái này mình bỏ đồ lên thì nó sẽ lên form, cái túi này là kiểu túi vải á cả nhà, kẹt chưa. Rồi hãy tặng luôn cho mấy chị luôn ha. Bao nhiêu rồi, 100.000 đi cả nhà, 100.000 một cái ha. Giờ lấy ghi dùng cho em màu nâu, chứ gì nào lấy nâu ghi nâu, giờ lấy beo ghi beo dùng cho em. Nâu và beo nha cả nhà nha. Rồi ghi nhanh dùng cho em, mã dùng cho em, túi nâu và túi beo dùng cho em. Túi nâu và túi beo ha. Lấy liền cho em, mã dùng cho em, tặng túi 99.000. Giờ lấy nâu ghi nâu, giờ lấy beo ghi beo 99.000, hàng bôm á cả nhà. Tặng túi kèm màu nâu và beo 99.000 mấy chị, em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ like giúp em thôi mấy chị ha. Bán lỗ nha, chị nào lấy túi gì không mình túi đó đi cả nhà ơi, túi nâu túi beo suốt đi cả nhà. Chia sẻ like rồi đã lên mã mấy chị ơi. Nghe cái hình như này nó quen kinh khủng à. Kim Nhung chị tên lên xe chia sẻ like giúp em đi ạ. Chia sẻ like lên đi cả nhà. Giờ lấy túi beo ghi túi beo, giờ lấy túi nâu ghi túi nâu, hãy lên đồ nam nha. Rồi tặng tiếp cục hàng bôm luôn. Quá trời quá đắt. Lên tặng túi beo và túi nâu 99.000 mấy chị ơi. Rồi em tặng con quần size gì đây?
một con quần size M. Một con quần size M nha cả nhà nha. Sẵn với chị con quần này. Chia sẻ like rồi đã lên mã chị ơi. Size M 69.000 có một con. Rồi lên liền cho em mã quần size M 69.000. Em like đồ nam nha, nhưng mà em tặng hàng bom trước đã cả nhà. Tặng cho vui mới vào. Tôi về chính chính cho Teresa. Hàng set này là hàng 165.000. Set này là 165 nha. 165 này em tặng luôn cho cả nhà luôn với giá là 109.000. Rồi lên liền cho em mã bộ thể thao. Cho Quyên Dương. Rồi lên liền cho em mã bộ thể thao dùng cho em này, 109.000. 169.000 nha, tặng với chị luôn giá là 109.000. Bộ thể thao dùng cho em một bộ duy nhất này, 55kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã quần đi mấy bà. Quần rinh đẹp lắm đó. Nha. Hai con size M nha, tặng 69.000. Không có đi đâu, giá là 109.000 hay 99 gì đây nè. Đó mấy chị thấy chưa? Đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi lên liền cho em mã quần, quần em có hai con ha. Chị Nguyễn Dương có túi nào 99.000 chị lại cái quần, chị nào lấy bộ thể thao chứ bộ thể thao. Không mấy bà ơi, đẹp chưa? Tính lên đồ nam nhưng mà có mấy cục hàng buôn về á. Nên là tặng luôn cho mấy bà cho vui đây nè. Đẹp chưa? Quần nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã quần em tặng mấy chị 69.000 nè. Quần 69.000 size M nha, không bóc màu luôn, có hai con thôi. Là đồ nam nhưng mà nó có cục hàng buôn về. Quần 69.000 size M mấy chị ơi. Like quần cho ai free. Rồi cái này nha mấy chị yêu nha. Bộ thể thao là 99 chị nha. Bộ thể thao là 99.000, hàng em like 169 đó. Được chứ, bà nào chốt cũng biết ấy. Rồi cái này set siêu phẩm dùng cho em nè. Set siêu phẩm nha, tặng mấy chị nốt 115.000 có set thôi. 115 nha. Lên liền cho em mã 115, nó là một con áo này. Cho mỹ diệu. 115 là nó có một con áo cho mình, xong nó sẽ kèm cho mình một con quần như này nè, chứ không phải là áo không nha. Áo không ở ngoài thị trường mấy chị mua đã là hàng 160, 170 rồi cả nhà. Nha mấy chị ơi nha, nguyên set này em sale mới vào luôn, tặng bom luôn 119.000, 115.000. Rồi em lên áo đồ nam nha. Lấy ba bộ 115, set 115 mấy chị ơi. Set 115 cho Kim Ngọc. Rồi em lên áo nam nha mấy chị ơi nha. Em lên áo nam dùm cho Hải thì L là 55kg nha cả nhà nha. Rồi mấy chị cứ tăng size lên dùng cho em là 3kg nha. 3kg một size nha mấy chị ơi nha. Rồi nhớ dùng cho Hải thì. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A1 dùng cho em này. Em bán áo nam là 139.000 mấy bà ơi. Nó rất là xịn nha mấy chị ơi nha. Rất rất xịn luôn. Hàng Eric này chị nào, mấy bà nào mà có chồng, mấy bà hay đi mua đồ với chồng bà sẽ biết cái hãng này. Thôi chị nào mà có chồng á, mấy bà hỏi đi cái hãng này đi mua áo thun bao nhiêu ha. Phải là 300+ ngàn á, bạn này nào đi bán đồ nam cũng biết á, chất rất là xịn nha. Và nó sẽ không có phải là co giãn như cái hàng thun mà thun kia đâu nha mấy bà. Nó co giãn vừa, nhưng mà vải của nó rất là mịn, rất là mát luôn cả nhà. Siêu siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi nha. Size L là 55kg, bắt đầu mấy chị tăng size lên dùm cho em một size là 3kg nha mấy chị ơi nha. 3-5kg, nếu mà chị nào mà thích mang rộng á thì mấy chị tăng size dùng cho em là 3kg thôi. Nếu mà chồng chị nào mang vừa ôm á cả nhà thì mình tăng cho em 5kg nha mấy chị nha, lên một size thì. Rồi bắt đầu lên nha mấy chị nha. Rồi ghi dùng cho em mã, dùng cho em mã A1 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A1 dùng cho Hải nha. 139.000 rất là xịn nha mấy chị nha. Thật sự Tết nên là Hải ưng mấy cái hàng xịn xịn để mang cả nhà. Thay vì mấy bà mua ở ngoài 300+ ngàn nha mấy chị nha. 300+ ngàn. Ấy em nói là ví dụ như size L là 55kg đúng không? Là mấy chị lấy cho em size XL là 60kg. Size XL là 60kg nha cả nhà nha. Là tăng lên cứ 5kg rồi đó cả nhà. 5kg một size nha. Size XL là mình 60kg nha mấy chị nha. Ghim luôn hả? Đồng giá 139 nè. Em ghim luôn đi em. L là 55kg. XL là 60kg. 2XL là 65kg. Tăng lên như vậy. Tăng lên 5kg đi nha, tại vì nó rộng mất con này. Đẹp lắm. Đẹp lắm cả nhà ơi. Em nói trước mà em báo là sẽ là rộng đó cả nhà, không có phải là ôm đâu nha mấy bà nha. Đây này, nhìn cái form 55kg này. Xịn lắm nha mấy chị ơi nha. Rồi bắt đầu em sẽ lên luôn nha, 139.000 nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cái khoảng đó ví dụ như 73kg mấy bà, 73kg là lấy size 2XL ấy. Ao lộn, size 2XL mấy bà. Rồi chấm bài tương tác cho mấy chị nha. Chấm bài tương tác dùng cho Hải đi cả nhà. Không, nó không có co giãn nhiều đâu chị. Nếu mà áo nam mấy bà để ý đi, nó càng co giãn nhiều á là mấy chị giặt á là nó càng sạc như thế này nè. Nha mấy chị nha, cái này là nó co giãn vừa.
co giãn vừa nha mới chịu nha. Mà em nói thiệt luôn, cái tu này về bà cảm nhận đi, nếu mà bà mua chỉ cần mua một con thôi, một con về cảm nhận nha mới chịu nha. Mà hãy chỉ bán đúng một lần, hãy chỉ bán một lần duy nhất thôi cả nhà ơi nha mới chịu nha. Hãy sẽ không có bán nhiều, tại vì là cái áo này ít khi like lắm, tại vì Tết em mới bán thôi, kiểu như Tết em ưng bán xịn xịn cho mấy bà mua cho chồng cho con á thì mới like nha mới chịu nha, chứ em không có like nhiều đâu. Mà em có ít tách, mỗi mẫu em chỉ có một con thôi nha mới chịu nha, không có nhiều nha mấy tình yêu nha. Rồi thôi em lên luôn ha, để em ghim size luôn cho mấy chị luôn, cho mấy chị dễ chốt thì đúng rồi. Tầm mấy bà ơi 80kg mấy bà lấy cho em 5XL ha, 85kg 5XL cũng được. Mấy chị ơi cái này em báo là form nó sẽ rộng đó cả nhà, nó sẽ không có ôm nha. Nói trước nếu mà ôm thì tục lại một size dùng cho em nha mấy tình yêu nha. Nếu mà ưng lấy ôm thì tục lại một size nha mấy chị yêu nha. Ví dụ như chồng chị nào ấy em báo là bao nhiêu quên rồi, 65kg là size XL đúng không? À lộn, 60kg là size XL. Mà ưng mặc ôm á thì tục lại một size nha mấy chị yêu nha, tục lại một size L dùng cho em. Ưng ôm á cả nhà. Và cái dáng này sẽ không có ngắn nha mấy chị yêu nha, không ngắn. Rồi em lên luôn thì rồi lên liền cho em mà a. A1 dùng cho em, size L dùng cho em. Size L nha cả nhà nha. Lên liền cho em mà A1 size L. Giá là 139.000 ghim giá rồi đúng không? Rồi áo đồng giá 139.000 thôi mấy chị ơi. 139.000 nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A. A2 size XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A2 size XL. Em nói thiệt luôn nó đẹp lắm bà ơi. A1 size L 139. Cái này mà em bán đắt hay là em mà em bán 6 139.000 vì em nhận hàng lại nha mấy chị yêu nha. Nói thật với bà luôn ấy, lần đầu tiên bán áo nam, nhưng mà không phải là lần đầu tiên, nhưng mà lần đầu tiên bán áo nam xịn nha mấy chị yêu nha. Để bà cầm lên đi cả nhà. Chị nào mà có chồng hay đi mua đồ với chồng là biết cái chất này nè. Em nói nó mê gì đâu luôn á, siêu siêu mê ha. Nó cả có áo cổ tròn cho mình luôn nha mấy chị yêu nha. Thấy ở đây nè, hàng của nó đơn giản lắm cả nhà. Chị nào mà có con trai hay là có chồng đều mang được hết nha mấy chị yêu nha. Mỗi mẫu có một con, chị nào lấy dùng liền mã A2 size 2XL dùng cho em, vải nó đẹp ghê luôn á bé ơi. Lên A2 size 2XL mấy chị ơi. Nó đẹp khủng khiếp luôn mấy bà ơi, vải nó đã lắm nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A2 size XL dùng cho em, giá là 139.000. A2 size XL dùng cho em. 2XL. Alo, A2 size 2XL dùng cho em. Mang A2 size 2XL mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mà A3 trang 101. Rồi lên liền cho em mà A3 size 4XL dùng cho em nè. Chị nào mà mang chồng mà mang ôm thì tục lại một size dùng cho em nghe. Em báo rồi đó cả nhà. Còn cái này em báo sẽ là mặt phông rộng đó nha mấy tình yêu nha. Rồi size 4XL dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mà A3 dùng cho em nè. Lên liền cho em mà A3 size 4XL dùng cho em nè. Chốt liền cho em mà A3 size 4XL dùng cho em. Nó đẹp lắm em ơi, chị nó thật sự luôn á. Nhìn cái chất của nó này mê lắm nha mấy bà nha. Mấy bà về mấy bà cầm chất đi. A3 size 4XL cho Quyên Di. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A4 dùng cho em size 2XL nè. Lên liền cho em mà A4 size 2XL. Thiệt luôn cái vải nó chị cầm mà chị cũng cảm giác sướng luôn á bé. Mấy bà ơi về mà chồng mà khen đẹp là mấy bà nhớ cho em xin cái fanpage nha mấy bà nha. Ví dụ như cuối năm size em bán cho mấy chị tí. Đây nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Phone của nó sẽ là phone bình thường á chị, phone rộng bình thường nha, không có phải là phone nhỏ nha. Không có phone nhỏ nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A mấy nha? A4 size cho Hải là size XL dùng cho em nè. Lên liền em mã A4 size 2XL. Lên A4 size 2XL chị ơi. Lên liền cho em mã A4 size 2XL. Em có ghim giá và ghim size luôn cho mình chốt rồi đó mấy bạn nha. Rồi lên liền cho em mã A5 size L nè. A4 cho Thúy Trần. Rồi lên liền cho em mã A5 size L nè. Đây mấy chị, 50kg tới 55kg là mình mang vừa. Này mỗi mẫu có một con mấy chị ơi. Cái form này nó sẽ là form rộng nha mấy chị yêu nha. Nếu mà chị nào mà chồng hay là con mình mặc mà form ôm á thì 60kg mình có thể mặc size L cho em ha. Mấy chị có thể tục like, tục size lại nếu mà ôm nha mấy chị yêu nha. Còn không ôm á, mặc rộng á thì mình cứ ấy như cái bảng size hãy cầm ha. Chị Thúy Trần có A4 rồi. Dùng cho em mã A5 size L dùng cho em. A5 đẹp cái gì? Đẹp đi. Size L cả nhà. Cái này nó làm cho mình nó sẽ nổi lên luôn ha. Kiểu như nó lớp su á cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A5 dùng cho em. A5 là size L nha. Chốt liền cho em mã A5 size L. A5 đẹp quá. A5 là size L mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A5 size L dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A5 size L. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A6 nè. Lên liền cho em mã A6 dùng cho em size 4XL nè. Lên liền cho em mã A6 size 4XL. Đẹp quá cả nhà ơi. Mấy cái kiểu này là đơn giản đây cả nhà. Dễ mang nhất nha bà nha. Mặc với lại quần rinh hay mặc quần sọt cũng đẹp nữa. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A6 size của Hải đang cầm là size 4XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A6 size 4XL. Đây là hàng theo dùng cho em.
theo nha mấy chịu nha. Chốt liền cho em mà A6 size 4XL dùng cho em. Đẹp lắm mấy bà ơi. A6 cho kim xuyến. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A7 dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã A7 size 5XL dùng cho em. Đẹp ghê luôn á bé ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bởi vậy mấy bà ơi, dạo này em bán hàng kiểu giống như là em bán ưng bán xịn đó cả nhà. Ưng bán hàng xịn cho mấy chị Tết nên mà cũng phải đi tìm áo nam mà áo hãng luôn. Hàng Eric nè, các bà sọt ra đi nha. Một con áo nam là bao nhiêu dùng cho ai với. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A7 dùng cho em. Lên liền cho em mã A7 size 5XL dùng cho em nè. Lên A7 size 5XL. Rồi lên liền cho em mã A8 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A7 cho Thúy Trần. Rồi lên liền cho em mã A8. A6 mấy chị ơi. A8 là size XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A8 size XL dùng cho em. A8 size XL nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã A8 size XL. Chốt liền cho em mã A8 size XL dùng cho em. Bán hàng nó đẹp mấy bà ơi. Xong rồi cầm lên hàng riết nó quen tay cả nhà. Ưng bán hàng đẹp đẹp xịn xịn. Rồi nó đẹp. A8 size 2XL cho anh Mai. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A9 dùng cho em nè. A9 size 5XL nè. Lên liền cho em mã A9 size 5XL. Mê lắm khách ơi. Hả? Ủa, chị đọc sai gì? A8 size 2XL mấy chị đọc A8 gì? A8 là size 2XL mấy chị ơi. Ê, sáng nay chị bị gì á trời. Rồi lên liền cho em 1m8 tục lại size chị. Đúng rồi, tầm khoảng size 3XL là vừa á chị. Đây này, con okay, này là chị sẽ theo. Con này sẽ theo nha. A8 là 2XL, cả nhà lên lại dùng cho em vừa. A8 size 2XL nha. Rồi lên liền cho em mà A9 dùng cho em nè. A9 nha cả nhà nha. A9 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mà A9. Dạ, phông rộng á chị. Rồi lên liền cho em phông rộng nha. Rồi lên liền cho em mà A10 size 5XL. Trời bé cái áo này bé ơi. Ôi. A9 size 5XL cho Kim Xuyến. Rồi lên liền cho em mã áo là đồng giá 139 mấy chị ơi. Mấy chị người ta đã bỏ sỉ gần 200 ngàn rồi cả nhà ơi. Tất nhiên về số mã áo nam hàng cao cấp phải ở trên 300. Trên 300 nha mấy chị ơi nha. A mấy nha. Rồi lên liền cho em mã A10 dùng cho em. A10 size 5XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A10 size 5XL. Nó chỉ là trơn mấy bà. Nó chỉ theo cho mình cái chữ B nè mà màu trắng nữa nè. Đẹp chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em mã A10 size 5XL dùng cho em. A10 nha cả nhà nha. A10 size 5XL. A10 này đẹp nè mấy bà. Trơn đơn giản đấy. Trơn đơn giản nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em A10. Rồi lên liền cho em A11 size 3XL nè. Lên liền cho em mà A11 size 3XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mà A11 size 3XL. Cứ dùng cho em mà A11 size 3XL. Có cả nhà ơi, size gì cũng có hết trơn á. Đợi xíu mấy bà. Em mấy chị. Tại vì nó là lẻ size, người ta mới sale cả nhà, nên là mỗi mẫu nó sẽ theo size cả nhà ơi nha. Rồi lên liền A10 cho Đàm Quyên. Rồi lên liền cho em mà A11 size 3XL dùng cho em. Hàng theo cho mình nè. Theo nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 11 dùng cho em. Lên liền cho em mã 11 phông rộng nha cả nhà nha. Ôm thì tục lại size dùng cho em nha. Em có liền số ký không có size gì ơi. Rồi lên liền cho em mã 12 size 3XL dùng cho em. 11 size 3XL cho Nguyễn Nhung. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em size 3XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 12 size 3XL màu xám. Ở đây của nó sẽ là dập này. Dập nổi lên nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 13. 12. À lộn 12. 12 là size 3XL. Rồi lên liền cho em mã 13 size L dùng cho em nè. Lên liền cho 12 cho chục Mickey. Rồi lên liền cho em mã 13 size L. Lên liền cho em mã 13 size L dùng cho em hàng theo nè cả nhà. Theo nha mấy chị nha. Em nói là nó xịn lắm luôn á. Xịn nhất nhất từ trước tới giờ em nay áo nam luôn á cả nhà. Đẹp mà xịn lắm, 139 ngàn. Không bằng nửa giá người ta bán luôn á. Còn lên liền cho em mã 13 size L. Còn lên liền cho em mã 14 size 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 14. Còn lên liền cho em mã 14 size 5XL. Mấy chị nhìn hàng Eric dùng cho em nè. Hàng Eric nha cả nhà nha. Eric dùng cho em. Mấy em lên sang kể chị ha. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 size 5XL dùng cho em. Mua về cho chồng cho con mang nha mấy chị nha. 139 ngàn. Rồi nó viết lắm luôn á cả nhà. Khách mới thì lên mã kèm thôi. Của nó đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ngọc Tuyển à. Khách cũ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lấy mã 14 size 5XL. Lên liền cho em mã 14. Rồi lên liền cho em mã 15 size XL dùng cho em nè.
lên liền cho em mã 15 size XL. Quy bóng cho ba ba. Mấy chị nhìn dùng cho em hàng hàng Eric dùng cho em ha, nó sẽ có cho mình. Rồi lên liền cho em, không có tay dài chị, phải có tay ngắn à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 15 size XL. Rồi lên liền cho em mã 16. 15 size XL cho luôn ô. Rồi lên liền cho em mã 16 size L. Rồi xin. Lên liền cho em mã 16 size L. Cứ dùng cho Hải mã 16 size L dùng cho em. 16 size L nha. Lên liền cho em mã 16 size L dùng cho em. 16 size L nha mấy tình yêu nha. Giờ lấy chút liền cho em mã 16 size L. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 17. 17 size XL dùng cho em. Rồi đúng đẹp luôn á. Rồi lên liền cho em mã 16 size L cho Đàm Quyên. Rồi lên liền cho em mã 17 size XL. Mấy chị nhìn cái nẹp cổ của nó nè. Cái vải của nó mát mà đã lắm đó bà ơi. 17 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 17. Lên liền cho em mã 17 size XL. Rồi lên liền cho em mã 18 size 5 XL dùng cho em. 18 size 5 XL dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã 18 size 5 XL nha cả nhà nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã 18. 16 hết mấy chị nha. Rồi lên liền cho em 17 là size XL nha cả nhà nha. 18 là size 5 XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 18 dùng cho em. 18 vải mê ly luôn nha mấy bạn. Vải phải gọi là siêu mê nha. Siêu siêu mê luôn. Mã 18 là size 5 XL với em ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Mã 17 á là size XL. Mã 18 là size 5 XL dùng cho em. 139 ngàn nha mấy triệu nha. Rẻ nhưng mà đẹp lắm. 139. Xem like chấm bài lên cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em nè. 19 là size XL có của dùng cho em. Lên liền cho em mã 19 size XL. Xem like chấm bài lên đi cả nhà nha. Hãy mỗi mẫu nó chỉ có một con thôi. Nhưng mấy chịu nha, một con người ta mới sale cả nhà. Chứ hàng này đắt lắm. Nhưng mấy chịu nha. Này, vải của nó đã lắm cả nhà. Con này em bao mấy chị giặt mấy giặt không bao giờ bị xù hay bị xài áo luôn á. Đẹp lắm nha mấy bài nha. Vải của nó mê lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em. Có ghim bài ở dưới rồi đó cả nhà. Ôi đọc cái ghim bài cho Tuyền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 20 size XL dùng cho em luôn. Lên liền cho em mã 20 size XL nè. Lên liền cho em mã 20 size XL. Lên liền cho em mã 20 dùng cho em ha. Chốt liền cho em mã 20 size XL dùng cho em nè. Mấy chị mấy cái này nó sẽ là dập nổi lên cho mình. Dập nổi chủ lên nha mấy chị yêu nha. Và màu rất là yêu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em màu này. Lên liền mã 20 size XL. Lên liền cho em mã 20 size XL. Rồi lên liền cho em mã 21 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 size L. Vải mê lắm cả nhà. Tay theo cho Hải nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 21 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 size L. 20 cho Trung Phước. Đẹp lắm khách ơi. Rồi lên liền cho em mã 22 size L luôn. Rồi lên liền cho em 21 size L cho Võ Nhật Hà. Rồi lên liền cho em mã 22. Nó tùy theo cục á cả nhà. Có cục nó là size XL, nó size 2XL. Có cục nó 5XL, 4XL này kia. Nên nó có đủ size cho mình luôn. Và nó có rất là nhiều màu nha mấy chịu nha. Nhiều mẫu ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 22 size XL này cả nhà. Lên liền cho em mã 22 size XL. Hàng Eric nha cả nhà nha. Màu này mấy bà. Lên liền cho em mã 22. Rồi lên liền cho em mã 23. 23 cho Lan Chi. 23 size XL luôn. Lên liền cho em mã 23 size XL dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 20 23 size XL dùng cho em. Chốt liền cho em mã 23 size XL nè. Rồi chốt liền cho em mã 23 size XL dùng cho em. 23 XL nha cả nhà nha. 23 size XL. Em có ghim ta ký ở dưới cả nhà. Đọc ký cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 24 size XL dùng cho em. 23 cho anh Mai. Rồi lên liền cho em mã 24 size XL. Đẹp như thế này đấy mấy bà ơi. Nhìn cái cổ dùng cho em này nha. Nhìn cái nút của nó sẽ đi tông xịt tông màu luôn nha mấy chị nha. Không lệch cái màu luôn á. Đẹp chưa. Đây nó sẽ theo cho mình nè. Đơn giản lắm luôn mấy cái này mấy chị. Đơn giản nên nhiều bạn thích lắm luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em Đến Nguyệt 25 size L nè. Rồi lên liền cho em mã 25 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 25 size L. Xịn không. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em. Mã 20 25 size L dùng cho em.
25 size L nha, chốt liền cho em ở 25 size L này. Hàng VIP lắm. 25 L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 26 size L này. Lên liền cho em mã 26 size L dùng cho anh. Khi dùng cho em mã 26 size L em thấy cái mẫu này ai mặc cũng được. 25 cho chục Mickey. Kiểu nó không có sớm xuống ấy. Này. Kiểu như là chị nào mà có chồng hay là có con mà thích đơn giản cả nhà, không có thích mà màu mè hay là mấy cái mà rườm rà này kia mới vào lấy con này nè. Nha mới chịu nha, lấy cái hàng này đi. Đơn giản đẹp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 27 size XL. 26 cho Đặng Trang. Rồi lên liền cho em mã 27 size XL. Đẹp lắm đó chị ơi. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã 27 size XL dùng cho em này. 27 size XL. Phải không? 2XL là XL. À 27 là size 2XL cả nhà. Lên liền cho em mã 20 27 size 2XL dùng cho em 2XL nha. 27 là size 2XL mấy chị ơi. Lên liền cho em 27 size 2XL dùng cho em. Đẹp quá trời quá đó. Lên liền cho em mã 27 size 2XL dùng cho em. 27 size 2XL nha. Rồi lên liền cho em mã 28 size L này. Đẹp chưa mấy bạn? 27 cho Hồi Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 28 size L này. Đẹp chưa? Cái này là theo cho mình nè. Theo nha cả nhà nha. Hàng của nó tất cả 100% là hàng Eric. Hàng Eric nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 28. 28 là size L dùng cho em. Chốt liền cho em mã 28 size L. Rồi lên liền cho em mã 20 29 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 29 size 4XL. 29 dùng cho em, size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 29 nè mấy chị. 29 là size L cho Song Ngư. 29 là size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 29 size 4XL. Lên liền cho em mã 29 size 4XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 size 2XL nè. Lên liền cho em mã 30 size 2XL. 30 dùng cho em mấy chị, nhìn cái nẹp cổ của nó nha. Tới cái cổ nó mấy bạn. Nó sẽ không cái áo nó size 4 cho em. Cái áo của nó sẽ không có một cái cọng chỉ thừa trên cái áo luôn nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Tan máy của nó này mấy chị. Cái cổ nó này mấy chị này, nó không có kiểu mà nó có một cái đường chỉ nhăn luôn á cả nhà. Rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. Mã 30. 30 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 30 size 2XL nha cả nhà nha. 30 size 2XL dùng cho em. Chúc em mã 30. Rồi lên liền cho em mã 31. 31 size L dùng cho em này. Lên liền cho em mã 31 size L. Chốt liền cho em mã 30. 31 size L dùng cho em. Con này nó sẽ là theo cho mình 31 size L nha. Màu đẹp lắm cả nhà, nó phối nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 31 size L. Lên liền cho em mã 31 size L. Cứ dùng cho em mã 31 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 32 size L. Rồi lên liền cho em mã 32 size 2XL dùng. 31 cho Nguyễn Thị Miên. Rồi lên liền cho em mã 30. 32 size 2XL dùng cho em. 32 là size 2XL nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 32. 32 dùng cho em size 2XL. Đúng rồi, vải mịn. Vải mịn đúng không? Siêu mịn luôn, đẹp lắm chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hàng đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 size XL dùng cho em. 33 size XL đẹp lắm chị ơi. Trời em nói là cái vải mà thiệt lần đầu tiên em bán luôn cả nhà. Từ mấy hồi ông Vương hay đi mua cả nhà nên là em biết ấy. Xong mà hả? Size XL. 32 là size XL. 32 là size XL mấy chị ơi. 33 là size XL. 32 cho Linh Nguyễn. Size XL à. 33 là size XL luôn cả nhà. 33 là size XL nha cả nhà nha. Đây nè mấy bạn. Hả có ghim bài dưới đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái này mình về mình giặt cho mấy bà ơi. Nó không phải là co giãn nhiều như mấy cái hàng kia đâu nha. Càng co giãn vào để ý đi, nó sẽ càng sạc xuống như thế này nè. Là mấy ổng mặc xong rồi thời gian nó sẽ kiểu như nó dài cái áo xuống. Còn cái này không nha mấy chịu nha. Chất của nó mi lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 33 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 size XL. 33 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 34 dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 34. 34 là size XL dùng cho em này. Chốt liền cho em mã 30. 34 đi cả nhà mấy chị nhìn này. Đó. Ôi da. Của nó không
không phải là cái form mà đây đó mấy chị. Form nam may ok, mất 8 may cũng không bị ngắn đâu cả nhà. Mất 75 may cũng không ngắn luôn. Đẹp lắm cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em cái mã này là mã mấy? Mã 74 hả? 34 hả? 34 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 34 size L dùng cho. Hãy có ghim số ký cho mình rồi đó cả nhà. Nè, cái đó là phải form là form là phim ha. Hãy ghim là phải là form rộng nha cả nhà nha, form rộng. Còn nếu mà chị nào ưng ôm á thì mình có thể lùi lại một size, lùi lại một size nha cả nhà nha. Mấy chị ơi từ từ khoan mấy bà ơi, còn nhiều hàng hãy like từ từ mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 34 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 34 size XL dùng cho em ha. Lên liền cho em mã 34 size XL dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 35 size L dùng cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã 35 size L. 35 size L dùng cho em. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã 30. 35 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 35 size L. 34 cho 11. Rồi lên liền cho em mã 35 size L dùng cho em. 35 size L. Mấy chị em lên nhiều kiểu lắm cả nhà ơi, quay nha các bạn nha, cái gì cũng từ từ hết. Rồi lên liền cho em mã 36 size 5 XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 36 size 5 XL nè. Rồi lên liền cho em mã 36 size 5 XL dùng cho em. 36 nha cả nhà nha. Rồi chốt liền cho em mã 36 size 5 XL dùng cho em. 5 XL nha mấy chị nha, màu rất là đẹp cả nhà ơi. Cái màu xám nè. Màu xám dùng cho em, đơn giản theo cho mình một cái biểu tượng ở đây thôi nè mấy bạn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 36 size 5 XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 36 size 5 XL. Lên mã 36 size 5 XL. Rồi lên liền cho em mã 37 size XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 37 size XL. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã 30 37 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 37 size XL dùng cho em. 37 size XL. Thì nào em gọi không nghe máy thì cập rồi em mới chốt được chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 37 size XL dùng cho em. Chốt liền cho em mã 37 nha. 36 là size size gì? 36 là size 37 là size 5 XL đúng không? 36 à. À 36 là size XL. À 37 là size XL, 36 là 5 XL. 37 là size 2 XL mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 37 là size 2 XL ạ. Rồi lên liền cho em mã 38 dùng cho em này. 38 là size L dùng cho em. Chốt em mã 38 size L. Cứ dùng cho em mã 38 size L dùng cho em này. 38 size L dùng cho em. Chốt liền cho em mã 38 size L. 38 size L dùng cho em. Áo cổ trụ dùng cho em. Áo cổ trụ nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em có ghim rồi mấy bà ơi. Mấy bà ơi vô đọc cái bài ghim dùng cho em ơi. Cô đọc cái bài ghim dùng cho em đi. Em ghim sẵn luôn cho cả nhà rồi á. 37 cho Thúy Trần. Rồi lên liền cho em mã đi mấy chị. Rồi 39 size XL dùng cho em. Lên 38 size L với em vậy. Rồi lên liền cho em mã 39 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 39 size XL dùng cho em. Màu xanh dùng cho em. Vải đẹp lắm cả nhà. 139 ngàn. Thường đồ nam mình mua cái xịn xịn nha mấy đúng bạn. Đúng rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã L nó cả nhà. 50kg là mang L. Lên 39 size XL ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em 40 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 size L. Lên liền cho em mã 40 size L dùng cho em. Đẹp. Đẹp lắm cả nhà. Nam thì mình mua nói chung là ít mua á cả nhà. Mua một cái thì mua luôn cho nó xịn luôn nha mấy chị yêu nha. Em khẳng định mấy chị áo này trên thị trường 300 mấy nha. 300 mấy đó cả nhà. Mã 40 dùng cho em. 40 size L cho xong ngon. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 41 size XL. Rồi lên liền cho em mã 41 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 41 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 41. Lên liền cho em mã 41 size XL dùng cho em. 90kg mình lấy size 5 XL vừa á chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 41 dùng cho em. Lên liền cho em mã 41. 41 là size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 41 size XL dùng cho em. 41 size XL. Lên liền cho em mã 41 size XL dùng cho em. 41 cho Lan Chi. 42 size 4 XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 42 size 4 XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 42. 42 là size 4 XL dùng cho em. 4 XL nha. Lên liền cho em mã 42. Lên liền cho em mã 42 dùng cho em.
Lo liềm cho em mã 42. Em nó có đủ style mấy chị ơi. Cái gì cũng phải từ từ nha bà nha. Rồi lo liềm cho em mã 40. 40 mấy? 43 dùng cho em nè. Rồi lên liềm cho em mã 43. 43 size 3XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã 43. Rồi lên liềm cho em mã 43 dùng cho em. Lên liềm cho em mã 43 hè. 43 size 3XL dùng cho em. 43. Lên liềm cho em mã 43 size 3XL dùng cho em. Chị má anh cọc rồi đã chốt chị ơi, không có máy ạ. Rồi lên liềm cho em mã 43 size 3XL ạ. Rồi lên liềm cho em mã 44 size 5XL. Rồi lên liềm cho em mã 44 size 5XL. VIP luôn mấy bà. VIP ơi là VIP luôn. Lên liềm cho em mã 44 size 5XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã 44 size 5XL. 44 size 5XL dùng cho em. Bên có ghi số ký hết là mấy chị. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em. 45 size 4XL dùng cho em. 44 cho tịnh pha. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em. Em ghi là số ký cho nam mít 7 đó cả nhà. Cái bà chốt đi thật sự luôn. Với lại nam nó cũng dễ mang lắm cả nhà. Nó thật luôn á. Nó rộng một chút xíu cũng không sao. Mà nó kiểu nó ôm một chút xíu cũng không sao à. Nam cực kỳ dễ mang. Nghe mới chịu nha. Đây nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã mấy? 45. Mã 45 dùng cho em. 45 à. Chị chốt sao chị đó chị ơi. Mã 40 mấy? 45. 45 size 4XL dùng cho em. 45 size 4XL. Cách mới lên mã kèm số điện thoại ạ. Lên 45 size 4XL. Rồi 46 size XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã 46 size XL dùng cho em nè. Lên liềm cho em mã 46 size XL dùng cho em. Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 46. Lên liềm cho em mã 46 size XL. Đẹp quá trời quá đó. 45 cho Nguyễn Bích Hà. Lên 46 size XL. Rồi lên liềm cho em mã 47 size L. Lên liềm cho em mã 47 size L. Lên liềm cho em mã 47. Em ghi xem mã kèm vào số điện thoại đúng với em để em 47 là em ghi cho cả nhà. Size L là 55kg đó là mấy chị. Mấy lại mã kèm số điện thoại với em đó, mấy chị. Mấy chị thấy không? Là nam mang ok luôn. Mất 7 rồi lên mang được cho Hải luôn nè. Không có phải là bị ngắn đâu nha mấy chị nha. Nói trước là không có ngắn đâu. Lên liềm cho em mã dùng cho em. Hàng này đẹp lắm. Áo đồng giá 139 mấy chị ơi. 47 cho Trang thì luôn. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 48 size 2XL dùng cho em nè. Lên liềm cho em mã 48 size 2XL. Lên liềm cho em mã dùng cho em mã 48. Mỗi mẫu nó chỉ có một con và nó có size nha mấy chịu nha. Nên là nó bị lộn xộn nên là em sẽ like cho mình nó cả nhà. Em sẽ like cho mình chút nha. Nên là mình chị nào mà mình chốt size gì mình đợi xíu này. Size gì cũng có hết trơn cả nhà. Nhưng mà nó rất là nhiều mẫu. Nhiều mẫu lắm. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 48 size 2XL dùng cho em nè. Lên liềm cho em mã 48 size 2XL. Chị chụp mấy được 2 con rồi nha. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 48 size 2XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã 48 size 2XL. Rồi lên liềm cho em mã 49 size 2XL luôn cả nha. Lên liềm cho em mã 49 size 2XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã 49 size 2XL. Đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Đẹp lắm ấy. Hàng Eric dùng cho em nè. Eric nha cả nhà nha. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 49 size 2XL trời. Lên liềm cho em mã dùng cho em mã 49 size 2XL. 139.000 hãy có ghim ký ở dưới nha mấy chị đọc dùng cho ai hiền. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 49 đi cả nhà. Lên liềm cho em mã 49. Xem like chấm tương tác lên đi mấy chị ơi. Xem like chấm bài tương tác lên cả nhà. Rồi lên liềm cho em mã 49. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 50 size XL dùng cho em 5XL nè. Rồi lên liềm cho em mã 50 size 5XL. 50 size 5XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã dùng cho em mã 50 nè cả nhà. 50 nha. Cho Thảo Phương. 50 là size 5XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã 50 size 5XL. Hãy có ghim bài ở dưới đó cả nhà ơi. Hãy có ghim bài ở dưới á. Vải mê lắm cả nhà. Vải 300 mấy ngàn á. Em này nó không phải là hàng thun cô tông như mấy hồ đâu nha. Rồi lên liềm cho em mã 51 size 2XL dùng cho em. 51 dùng cho em size 2XL. Nó không phải là cái thun cô tông như mấy bà đâu. Mình phụ nữ mình mặc đâu nha mới chịu nha. 50 cho Quyên Phương. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 50 51 size 2XL dùng cho em này. Lên liềm cho em mã 51 size 2XL. Đen trơn dùng cho em. 51 size 2XL đen trơn nha. Rất là đẹp luôn. 51. Lên liềm cho em mã 51.
Rồi lên liền cho em mã 52 size 4XL. Lên liền cho em mã 52 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 52. Lên liền cho em Thảo Phương 52 size 4XL đẹp lắm nè mấy bà. Nó thiệt luôn ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 52. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 53 size 2XL. Lên liền cho em mã 53 size 2XL nè. Chị nào mà thích trơn không có gì mấy chị lấy cho em mấy con này nè. Trơn rất là đẹp. Màu xám 245. Màu xám nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. Đó lúc tối là gom với đơn này thứ hai em mới đi mấy chị ạ. 53 dùng cho em, 53 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 53 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 53 size 2XL dùng cho em. 53 size 2XL nha, áo xám dùng cho em. Đẹp quá trời quá nóc luôn các con. 53 là trơn dùng áo đồng giá 139 ngàn thôi. 53 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 54 dùng cho em nè. 54 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 54 size 2XL. Mấy cái màu trơn đẹp kìa. Trơn cổ tim nè cả nhà. Đẹp lắm ấy. Thế mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Này mà mặc mấy cái quần sọt cũng đẹp không. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 mấy nha. 54 dùng cho em. 54 là size 2XL trơn dùng cho em, trơn xanh nha cả nhà nha, trơn xanh dùng cho em. Lên liền cho em, hãy có ghim số ký ở dưới đó em. Hãy có ghim số ký đó cả nhà. Lấy 54 size 2XL. Rồi lên liền cho em mã 50. Là 55 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 size 4XL. À 139 ngàn ghim số ký và ghim tiền luôn ở dưới rồi cả nhà. Mấy bà vô đọc cái gì bình ghim dùng cho em thì đọc ghim dùng cho em với. Đơn này sẽ vô với lại tối hôm qua nha cả nhà nha. Và hôm nay em sẽ like 3k cho mình. Và thứ hai em đi đơn ha. Chủ nhật nhà em nghỉ nha mấy chị yêu nha. Đã 50 mấy nhỉ? Mới đây quên rồi. Rồi lên 55 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 54 à? 55 size 4XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 55 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 size 4XL nha mấy chị yêu nha. Ở đây nó sẽ có cho mình chủ nè. Đẹp lắm cả nhà ơi, xịn sò lắm luôn. Em nói thiệt luôn, vải rất là mê nha. Vải mê lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 55 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 dùng cho em size 4XL. Rồi lên liền cho em mã 56 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 56 dùng cho em. Size 4XL dùng cho em luôn. Lên liền cho em mã 56, nó tùy theo cục đó cả nhà. Nó có cục nó có size L nhiều, có cục nó có size XL nhiều ha. Nó có nhiều size lắm. Từ size L cho tới 5 size 5XL nha. Mình mới ghim số ký cho mình đó. Nha mấy chị nha, mình vô mình đọc cái bài ghim dùng cho em với ha. Rồi lên liền cho em mã 50, 56 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 56. Vô đọc cái bài ghim đi cả nhà ơi. 56 cho Thảo Phương 245. Đọc cái bài ghim nha cả nhà nha. Đọc cái bài ghim có size thì em mới ghim cho mình đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 50, 57 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 57 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 50, 57 size XL. Lên liền cho em mã 50, 57 size XL dùng cho em. Màu đen chữ dùng cho em nè. Cổ này mấy bà, chạy viền này mấy bà. Nhìn cái cổ hàng dùng cho em đi, một con duy nhất. Lên liền cho em mã 57 size XL dùng cho em. Mỗi size có một con đọc rồi đó cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50, 58 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 58. 58 size 57 cho hàng. Rồi lên liền cho em mã 58 size 5XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 58 size 5XL cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 50. 58 size 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 58. Rồi lên liền cho em mã 59 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 59 size XL nha cả nhà nha. 59 size XL dùng cho anh. Màu xanh này. Cái màu của nó là màu xanh cổ vịt các cả nhà. Đẹp chưa? Hàng này mấy chị nhìn cái vải của nó mê lắm. Cái vải của nó đẹp lắm nha cả nhà nha. Vải hơi bị xịn sò luôn. Lên liền cho em mã 59 dùng cho em size XL. 59 đẹp quá không? 58 size 5XL cho Nguyễn Duyên. Đẹp lắm cả nhà. Lên liền cho em mã 59 size XL. Lên 59 size XL mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 59 dùng cho em. Sơn Lai cố gắng chống tương tác lên với em với mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 size XL dùng cho em màu kem này. Đẹp chưa?
Rồi, cái vải của nó mê lắm cả nhà ơi, sạch lắm nha. Mát lạnh luôn ấy, mà vải này không có một cái cọng chỉ thừa trên cái áo luôn. Mấy chị nhìn cái cổ nó này, lên liền cho em mã dùng cho em nè, cổ này lên liền cho em mã 60 màu kem nha. 60 màu kem size XL dùng cho em, lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 dùng cho em, 60 size XL dùng cho Hải ha. Rồi lên liền cho em mã 60 size XL, giá là 139.000, vip lắm cả nhà. Màu kem dùng cho em, mấy cái màu toàn mấy màu đẹp không mấy bạn ơi. Lên liền cho em mã đi cả nhà, mã 60 dùng cho em, 60 size XL toàn màu đẹp không à. Không có cái màu mà nổi luôn. 60 size XL cho hàng hả? Rồi lên liền cho em mã 61 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 61 size 2XL. Không có bán mấy cái màu nổi này kia đâu, mấy cái màu này nam dễ may lắm cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 61 dùng cho em, càng đơn giản càng đẹp nha. Đây là mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 60 61 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 61 size 2XL. Nam mà càng đơn giản là càng đẹp mấy bà ơi. Còn mấy em lên từ từ á chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng 61 cho Diễm Phúc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 62 size gì cũng có chị, nhưng mà đợi xíu nha. Rồi lên liền cho em mã 62 size XL cho Hải nè. Lên liền cho em mã 62 size XL. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em. Ok chị. Rồi lên liền cho em mã 62 size XL dùng cho em. 62 size XL màu đen. Trời ơi, vì nhận hàng đi không khoe thôi luôn á bà nghe. Thiệt luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 62 62 màu đen size XL dùng cho em. Đẹp quá hiền. Đơn giản màu mấy bạn ơi, mấy cái màu này nam dễ may. 62 là size XL nè mấy chị ơi. 62 size XL đó cả nhà. Rồi 63 size XL luôn nè. Rồi lên liền cho em mã 63 size XL nè cả nhà. Lên liền cho em mã 63 size XL màu nè. Rồi cái màu nó đẹp như thế này đi mấy bạn. Cái màu mà lúc nào nam cũng dễ may hết trơn á. Lên liền cho em mã dùng cho em. 62 cho em dung mờ. Lên liền cho em mã đi cả nhà. Chị nào lấy 63 lên mã 63 size XL với em. 63 là size XL. Lên liền cho em mã 63 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 64 size 4 XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 64 size 4 XL. Trời ơi xuất sắc nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 60 64 size 4 XL dùng cho em. 64 nha, lên liền cho em mã 64 size 4 XL. Lên liền cho em mã 64. Rồi lên liền cho em mã 65 size 3 XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 65 size 3 XL nè. 65 size 3 XL. 64 như kim xuyến. Rồi lên liền cho em mã 65. Rồi lên liền cho em mã 66 size 2 XL. Lên liền cho em mã 66 size 2 XL dùng cho em. 65 trang à. Rồi lên liền cho em mã 66 size 2 XL. 66 dùng cho em. Lấy mã 66 size 2 XL em ạ. Rồi 67 size L. 66 cho chị Sâu. Rồi lên liền cho em mã 67 size L dùng cho em. 67 size L nè cả nhà. Lên liền cho em mã 67 size L. 67 size L dùng cho em. Chúc em mã 67 size L. 67 size L, 67 size L nè. 67 size L có được 2 con. Cái đó là size gì nữa? Nha kia. Cho Trang thì luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Thấy vậy Hà Thanh nha. 60 hả? 68 em có XL với 3XL. 68 2XL và 3XL. Rồi lên liền cho em mã 68. 68 là em có cho mình là size 67 cho Nguyễn Thị My. Size 2XL và size 3XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 hả? 68 68 dùng cho em. 68 là em có size cho mình XL và á lộn. 68 là 2XL và 3XL. 68 kèm size lên mấy chị ơi. Size 3XL và size 2XL em ạ. 68 size 3XL cho Trương Quỳnh Như. Rồi 69 là size L này. Lên liền cho em mã 69 size L. 68 em còn size 2XL mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 60 69 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 69 size L. 68 size 2 XL cho Linh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 69 size L.
cờ lên liền cho em mã 70 size XL. 70 size XL dùng cho em. 70 size XL vải đẹp lắm nha mấy chị ơi nha. Có chiến cho bé Nana. Cờ lên liền cho em mã 70 này. 70 là size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 70 size XL. Cho Phạm Thị Hồi Thương. Rồi lên liền cho em mã 71 size XL này. Lên liền cho em mã 71. 71 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 71 size XL. 71 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 71. Sao chiếc 70 em hết mấy chị nha. Lên 71 size XL với em ạ. Lên liền cho em mã 71. Cho rồi lên liền cho em mã 72 5XL. 72 là 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 70 72 5XL. Em có ghi số ký hết rồi á chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 70 72 5XL. Trời ơi nó đẹp quá cả nhà ơi. Cổ tròn, cổ tròn thì mai nó sẽ trẻ cả nhà. Đây này. Lên liền cho em mã dùng cho em nha mấy chị nha. 72 size 5XL 72 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 72, 72 đẹp quá. 72 là size 5 mấy keo ạ. À. Rồi lên liền cho em mã 73 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 73. Lên liền cho em mã 70, 73 dùng cho em size 3XL dùng cho em. 73 là 3XL nha cả nhà nha. Đây là mấy chị nẹp cổ cho mình nè. Nẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em cổ tròn nè cả nhà. Rồi cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 70 73 dùng cho em size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 73 73 size 3XL 73 nha cả nhà nha. 73 dùng cho em. Thấy gì đang nhông nhông mỗi mẫu em có một con chị ơi. Cổ tròn men trẻ lắm á cả nhà. 73 size 3XL cho Văn Quy. Nè trẻ mà còn đẹp. 72 size 5 mấy keo cho Sơn Cao. Rồi lên liền cho em mã 74 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 74 size 3XL màu kem nè. Những cái màu như này nam mang rất là đẹp nha mấy chị ơi nha. Không bao giờ kiểu như là sớm hay là màu là kia đâu cả nhà. Lại với em à. Rồi lên liền cho em mã 70 74 size 3XL nè. Lên liền cho em mã 74 size 3XL. Xịn sò lắm nha khách nha. 74 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 75 size 4XL. Lên liền cho em mã 75 cho Văn Quy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 75 dùng cho em nè. 75 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em 50. Chị ơi cọc thêm đi chị ơi, cọc thêm 50 nha, 100 nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã ấy. 75 size 4XL nè. Lên liền cho em mã 75 size 4XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 75 size 4XL. 75 cho Minh Minh. Rồi lên liền cho em mã 70. 76 size 3XL nè, đẹp chưa mấy bạn? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 sao? 76 nè, ở đây của nó tay. Chị Sanka bây giờ lúc nãy chị có lấy mã 72 size 5 mấy keo không chị ơi? Đây mấy chị 72, chị thấy có ai chốt nè. Chị gì đó ở dưới. Rồi lên liền cho em mã 7 mấy 76 size 3 keo nè, đẹp chưa mấy bà. Lên liền cho em mã 76 size 3 keo. Lúc nãy cho Kim Hằng Trần size 5 mấy keo ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 76 nè. 76 là size 3XL. Lên liền cho em mã 76 size 3XL. Thảo Phương có rồi á em. Chị được 2 con rồi chị ơi. 76 77 size 4XL. Ôi đẹp quá. 76 cho Văn Quy. Rồi lên liền cho em mã 77 size 4XL. Lên liền cho em mã 77 dùng cho em nè. 77 dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 77 nè. 77 là size 4XL. Đẹp quá mấy bà ơi. Mấy cổ tròn này may trẻ mà đẹp lắm nha. Chị chốt cổ khác em mở lên hết chị ơi. Lên liền cho em mã 77. Rồi lên liền cho em mã 78. 78 size XL dùm cho em. Lên liền cho em mã 78 size XL của team nhỏ. Nhưng mà mấy chị vải của nó sẽ là mẫu trơn nha. Mẫu trơn dùm cho em rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 78. 78 này là size 2XL. Lên liền cho em mã 78 trơn 2XL. Lên liền cho em mã 78. Rồi lên liền cho em mã 79 này. 79 size 2XL luôn cả nhà.
lên liền cho em mã 79 size 2XL dùng cho em. 79 trơn kem size 2XL. Rồi chốt liền cho em mã 70, 79 dùng cho em. Lên liền cho em mã 79. Rồi lên liền cho em mã 70, 79 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 79, không rộng đâu chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 79. 78 cho Yến Nhi. 79 dùng cho em. Có áo cổ tròn mà chị ơi em lên xem kẻ gì ạ? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 79. Lên mã 79 size 2XL. Rồi lên liền cho em mã 80 size 2XL dùng cho em. Cái gì cũng có hết trơn cả nhà nha. Cổ gì cũng có hết trơn á. Size gì cũng có luôn, nhưng mà nó sẽ là lẻ size nha cả nhà nha. Lẻ size em mới bán giá này thôi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 79 dùng cho em size 2XL dùng em. 80 chứ. Rồi lên liền cho em mã 80 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 80 size 2XL này cả nhà. 80 màu trắng này cả nhà, trắng trơn luôn nha. Trắng trơn rất là đẹp luôn đó cả nhà. Mấy cái con mấy này mang trơn, trơn trắng trơn mang xịn lắm cả nhà ơi, nhìn kiểu sang lắm. Mẫu trắng trơn là mã 80 mấy chị ha. Kiểu như sang đó cả nhà ơi, đẹp lắm ấy. Lên liền cho em mã đi cả nhà. Mã 80 trắng trơn dùng cho em. Em biết rồi chị ơi, nhưng mã đó em thấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 81 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 81 size L nè. 81 size L nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. 81 size L. Chốt liền cho em mã 81 size L dùng cho em. 81 size L, 81 L dùng cho em. Lên liền cho em mã 81 size L. Chị nào lấy L chốt L dùng cho em. Đây 81 L giống đúng không? Đây mấy chị lên 81 size L đi cả nhà. Đây nè chị nào lấy 81 cho bé Nana. 81 size L. Còn một con á chị nào lấy cái size L lên mã 82 size L. Lên liền cho em mã 82 size L dùng cho em luôn. 82 size L. 81 cho Nguyên Di. Rồi lên liền cho em mã 82 nè. Rồi đẹp lắm luôn đó cả nhà ơi, đơn giản mà đẹp lắm luôn ấy. Lên liền cho em mã 82 nè. Cho mây sao lên. Rồi lên liền cho Dung Hờ. Rồi 83 em có cho mình 4XL và 5XL nè. 80 83 4XL và 5XL. Đẹp chưa không? Rồi lên liền cho em mà 83 4XL và 5XL dùng cho em. Đẹp xuất sắc nha mấy bạn nha. Rồi lên liền cho em mã 80. Chị 83. Được 2 con rồi chị nha. Rồi lên liền cho em mã 83 size size 4XL và 5XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 83 dùng cho em nha. 83 là size 4XL và size 5XL dùng cho em. 4XL và 5XL nha. Cái gì cũng có với bà ơi, ngồi đợi xíu nha. 83 kèm size 4XL và size 5XL với em ạ. Rồi lên liền cho em mã 80. 84 dùng cho em size 3XL nè. Lên liền cho em mã 84 dùng cho em. 84 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 84 size 3XL dùng cho em. 84 3XL hàng này mấy chị. Hàng của nó rất là xịn luôn. Hàng Eric dùng cho em. Hàng nay mà 28 là bà biết rồi nha. Hàng nhập rất là đắt luôn á. Thì nhập lẻ size mới bán được cái giá này nha mấy chị nha. Còn đủ size số này kia nha mấy chị nha thì không có bán được đâu cả nhà. 80 size 3XL cho chục Mickey. Rồi lên liền cho em mã 80. 85 nè. Màu đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã 85 dùng cho em. Lên liền cho em mã 85 size 3XL luôn. Lên liền cho em mã 85 size 3XL. 85 dùng cho em size 3XL. Lên liền cho em mã 85. Chút liền cho em mã 85 chuyển qua 85 cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 86 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 86 5XL. Chốt liền cho em mã 80 86 5XL dùng cho em. 139 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 86 nè. Chào lấy thì chốt liền cho em mã 86. 86 dùng cho em. Chốt em mã 86. Lên 86 dùng cho em. 85 cho Yến Nhi 558. Rồi lên liền cho em mã 87 size L nè. Lên liền cho em mã 80 87 size L. Chốt chạy 87 size L.
87L dùng cho em một con thôi. Lên liền cho em mã 87 size L. 86 cho Mỹ Xuyên. Lên 87 size L mấy chị ơi. 87 size L cho Kim Hằng Trần. Rồi lên liền cho em mã 88. Chị được hai cái rồi chị nha. 88 em có L với lại em có XL. 88 là em có L với em có XL. Rồi lên liền cho em mã 88 lên size L với XL dùng cho em. Đẹp như thế này bà ông chú thiệt luôn á. Kiểu như mình mua đồ cho mình nhiều cả nhà, lâu lâu cái mình mua cho chồng á, kiểu như vui á. Em mới chịu nha, đây nè. Mà đẹp lắm, xịn luôn á cả nhà, 139.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. 88 em có L với em 88 có L. 88 kèm size L và size L và XL. Không tin mấy bà lâu lâu bà mua đồ cho chồng đi, trời ơi mừng lắm luôn á. Vui nữa cả nhà. 88 kèm size và mấy chị ơi. 88 size L cho Nguyễn Thu Sương. Rồi lên liền cho em mã 89 size XL dùm cho em. Lên liền cho em mã 89 size XL. Lên liền cho em mã 89. Rồi lên liền cho em mã 89 size XL. Lên liền cho em mã 89 size XL. 88 em còn size XL thôi mấy chị, em hết size L ạ. Rồi lên liền cho em mã 88 size XL cho Trúc Thanh. Rồi lên liền cho em mã 89. 89 dùng cho em. 89 là size XL dùng cho em. 89 size XL. Lên liền cho em mã 89 dùng cho em. 89 size XL dùng cho em. Dùm cho em mã 89. Thấy chị phun mất nhưng chị lên sao á chị ơi. Cái nào cũng phun ôm đâu cả nhà ơi, phun rộng ấy. Nếu mà ôm thì tụt lại sai cho em. 89 size XL cho nhỏ tiên em nha. Em có ghim bài cho mình đó, em có ghim bài cho cả nhà đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 90 dùng cho em, 90 size L. Lên liền cho em mã 90 size L. Đẹp lắm đó cả nhà. Không có chị phun bất. Rồi lên liền cho em mã 90 size L dùm cho em. 90 L dùm cho em. Nhỏ Tina có 89 rồi ha. Kéo lên đi em, làm thì hồi thương kéo lên trên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 90. 90 của em là size L. Lên liền cho em mã 90 size L. Lên liền cho em mã 90 size L dùng cho em. Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho em. 90 size L cho Luna. Phạm thì hội thương ngay dưới Phương Bích với lại trên Thì Trang kìa. 89 rồi. Ừ, mã 89 hết rồi, mã đen với mã đó. Rồi lên liền cho em mã 91 size L dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 91 size L. 89 cho Phạm Thị Hồi Thương. Rồi lên liền cho em mã 91 size L dùng cho em nè. Hãy ghim bài đó cả nhà, hãy có ghim giá luôn và có ghim cho mình size số này kia luôn, mình chốt luôn nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi ghi dùng cho em mã mấy? 91. Mã 91. 91 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 91 size L. 91 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 91 size L. Chị thấy rằng được 3 con chị ha. Rồi lên liền cho em mã 92 size L luôn cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 92 size L. 91 XL, 92 XL cả nhà. 91 cho ba mai xanh. Rồi lên liền cho em mã 90. 92 size XL luôn cả nhà. 92 XL. Lên liền cho em mã 92 XL dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 93 size L. Rồi lên liền cho em mã 93 size L dùm cho em. 93L nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 93 size L. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị ơi, nghe đọc tên dùng cho em đi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 93 size L. Chị được 2 con á chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 93 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 93 size L. 93 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 94 size L luôn. 94 size L, cái này nó sẽ là theo cho mình. Theo nha mấy chị nha, theo chải luôn, đẹp lắm. Cái liền cho em mã dùng cho em mã 90. 94 size L luôn cả nhà. 94 size L dùng cho em. 94 size L theo nè. 93 cho nhỏ Tina. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 94 dùng cho em. Mấy mã 94 size L mấy chị.
cho liền cho em mã 94 xay lò 94 cho bé Nana. Rồi lên liền cho em mã 95 size 95 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 95 size XL. Rồi lên liền cho em mã 95 size XL dùng cho em. 95 95 95 size XL. Rồi 96 size L. Rồi lên liền cho em mã 96 size L dùm cho em. Rồi lên liền cho Hải mã 96 size L. Mấy chị ơi cái gì size gì nó cũng có nên là mình từ từ nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Mã 96 size L. Rồi lên liền cho em mã 97 size 3 XL. Rồi lên liền cho Tiền Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 97 size 3 XL. 97 dùm cho Hải thì 97 thì nào em gọi thấy bao thì cọc rồi đã chốt với chị nha. Rồi lên liền che mã dùng che mã 90 97 size 3XL cho Hải nè. 97 3XL mấy chị đợi xíu nha. Cái gì nó cũng có, cổ tròn cổ gì cũng có. Bà đợi lên ha. Tại vì cái này nó theo cục á, nó là cục lẻ phải nhận. Nên là nó có size số này kia cho nhiều ha. 97 size 3XL cho Hà Thanh. Rồi lên liền che mã 90 98 size XL. Rồi lên liền che mã 98 size XL dùng cho em. 98 98 size XL dùng cho Hải. Lên liền che mã 98 size XL. Rồi lên liền cho em mã 99 size 4 XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 90 99 size 4 XL. Lên cho Hải 99 dùng cho em. 99 size 4 XL dùng cho em. 99 size 4 XL. 98 cho Trần Nhung. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 99 size 4 XL. Rồi lên liền cho em mã 100 size XL. 99 cho Yến Trần. Rồi lên liền cho em mã 100 size XL dùng cho Hải Hiền. Rồi lên cho Hải mã 100 size XL. 100 size XL dùng cho Hải đẹp lắm á. Tại nhà ôi vải đã lắm. Thật sự luôn á, xịn nhất ở trường áo nam em bán luôn á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã số 1 size 4 XL. Mã số 1 size 4 XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 1 dùng cho em. Bỏ ra luôn đi em, bỏ ra chị đây luôn. Rồi lên liền cho em mấy chị ơi, chốt cắt dùng cho em nha. 100 cho Kim Hằng Trần. Chốt như vậy là hãy không có chốt nữa đâu cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số mấy? Mã số 1 size 4 XL dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1 size 4 XL dùng cho em. Bỏ ra luôn đi chị đây. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Mã số 2 size 4 XL. Có ghi số ký ở dưới đó chị phải không? Hãy ghi số ký ở dưới đó chị. Rồi lên, liền cho rồi lên liền cho em mã số. Mã số 2 size 4 XL luôn cả nhà. Lên liền cho em mã số 2 size 4 XL. Mã 2. Chúc cho Hải mã 2 size 4 XL. Số 2 cho anh Mai. Rồi lên liền cho em mã số 3 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 3 size XL nè cả nhà. Lên liền cho em mã số 3 size XL. Số 3 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã số 3. Số 3 là size XL nha. Chờ lấy chút em mã số 3. Rồi lên liền cho em mã số 4 size 3 XL này. Lên liền cho em mã số 4 size 3 XL dùng cho em. Số 4 là size 3 XL nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 4. Mã 4 dùng cho em size 3 XL. Lên liền cho em mã số 4. Cái đen này là mã mấy vậy? Hả? Rồi lên liền cho em mã số 2 3 XL này. Số 4 cho Hà Thanh. Rồi cái này lên lại dùng cho em mã số 3 size mã số 2 chứ. Số 2 size 3 XL này. Số 2 size 3 XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em thiệt luôn đó bà. Bán đúng một thiệt cũng mệt. Có khách đó thì nãy giờ lên cổ tròn lên có cổ đi chị. Rồi cái mới lên có cục cái này à. Cái lên cổ tròn đi chị, từ từ mấy bà ơi. Thiệt sự luôn, có mình em like chứ phải chi mà em 4 đầu 6 tao luôn 10 tay mà em like cho mình một lần như vậy mấy kiểu cũng được á. Mấy bà đợi chút xíu xìu xìu nha. Trời ơi. Lên liền cho em mã số mấy em? Mã số 2 size 3 XL nè. Mã số 2 size 3 XL nha cả nhà nha. Mã số 2 size 3 XL dùng cho em. Mới vừa lên cổ tròn xong qua lại cổ tròn. Số 2 size 3 XL đi mấy chị ơi. Lên cổ tròn đi chị. Trời, tôi nói thiệt luôn mấy bà. Cái gì cũng có hết nhưng mà đợi xíu xíu nha. Trời ơi, một lần mà em like 10 mẫu thì nãy giờ em lên hết mẫu cho mấy bà luôn. Không phải ngồi like lâu như vậy đâu. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em. Số 5 dùng cho em size 2 XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 5 size 2 XL.
Cờ lên liền cho em mã số 5 size 2XL dùng cho em, đẹp quá cả nhà. Chị được 3 con chị ơi. Đẹp thật sự luôn, rất rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Cổ tròn này, cổ tròn thì được cái mang nó sẽ trẻ cả nhà. Nha mấy chị yêu nha, trẻ cho em luôn và mang rất là đẹp. Này mua về mang Tết này kia cho chồng mang Tết ra. Chị nào có con trai mua cho con trai cũng được. Mã số 5 size XL dùng cho em này. Lên liền cho em mã số 5 cho Thảo Phương. Chị Thảo Phương ơi, khách mới chọn fan này cặp giúp em rồi đã chốt chị nha. Số 5 dùng cho em. Số tài khoản ở trang bìa 157 chị ha. Cục này đẹp quá nè. Rồi lên liền cho em mã số 6 size 2XL nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã số 6 size 2XL nè. Đẹp chưa cả nhà ơi. Đẹp mấy cái màu này là toàn là những cái màu mấy ông nam hay đi mua đây cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 6. Mã số 6 size 2XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 6 size 2XL. Mã 6 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 6 size 2XL dùng cho em. 6 nha cả nhà nha, 2XL dùng cho em. Số 6 cho Diễm Phúc. Rồi mã số 7 size L nè. Rồi lên liền cho em mã số 7 size L nè. Đẹp không cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7. Mã số 7 size L. Chốt liền cho em mã số 7 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 7 size L. Không, ở trên đó là nó sẽ có cho mình là size 5 XL size L. 5 XL với size L. Đợi xíu hãy sẽ lên cho mình thì rồi hãy chút. Rồi lên liền cho em mã số 7 size L nè. Số 7 cho Ngọc Tiền. Mã 7L dùng cho em. Mã 7L dùng cho em nè. Chị Hồ Thương lấy L đó, em là lấy số 7 á. Ừ, nó thu cho sao vậy chị? Được không chị ơi? Thì đây cả nhà ơi, thì nó cũng như ở trên đây cả nhà. Số 7 xe L cho Phạm Thị Hồ Thương. Số 8 xe XL. Lên liền cho em mã số 8 xe XL. Cái con éo này về chị nào mà mua cho chồng em có thể Thảo Nguyễn. Chồng chị nào cũng phải khen hết trơn á. Tại vì nó rất là đẹp, nó rất là xịn nha mấy chị luôn nha. Xịn lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 8. Mã số 8 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 8 size XL. Số 8 dùng cho em size XL dùng cho em. Chúc em mã số 8 size XL dùng cho em. 8 XL nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã số 9 size L. Lên liền cho em mã số 9. Rồi lên liền cho em mã số 9 size L dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã số 9 size L. Số 9 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã số 9 size L có con thôi cả nhà. 9L em có một con. Lên liền cho em mã số 9 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 10 size L dùng cho em. Cứ dùng cho em mã số 9 size L đi ạ. Rồi là mã 10 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 10 size L dùng cho em. Mã 10 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 10 size L. Mình mua hàng cho mình cả năm rồi cả nhà ơi nha. Chỉ một like này thôi mấy bà mua cho chồng ha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số mấy? Mã số 10 size L dùng cho em. Số 10 cho Lê Thúy Diễn. Rồi lên liền cho em mã 11 size 2XL nè. Lên liền cho em mã 11 size 2XL nè cả nhà. 11 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 11. 11 dùng cho em ha. Lên liền cho em mã 11 size 2XL. 11 size 2XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 12 size XL nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 12 size XL nè. Lên liền cho em mã dùng cho em 11 là XL đúng không? 11 sẽ là XL nha cả nhà nha. 11 là 2XL à? 11 là 2XL cả nhà. 12 là size XL. Khách mới lên mã kèm số điện thoại giúp em chị. 12 là size 2XL dùng cho em. Để em lên luôn mấy cái mẫu trên đây. 11 là size XL, còn 12 là size XL ạ. Để cho mấy chị. 11 là 2XL, khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em. Có 5 XL cả nhà. Chị Minh Thư kèm số điện thoại vào giúp em đi chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 13 size L dùng cho em này. Lên liền cho em mã 13 size L, có size 5 XL á chị. Rồi lên liền cho em mã 13 size L dùng cho em. Like nốt cái con này trên đây luôn cho mấy chị ạ. 11 cho Thư Thư. Hỏi học đi nha. Like luôn cho mấy bài chốt luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 dùng cho em. Rồi 14 là size 5 XL nè cả nhà. 13 là size L mấy chị nha. 14 là size 5 XL. Ok chị Thảo Phương nha, Thảo Phương cho mình. Ủa Thảo Phương là khác à? Ủa khác à? À. Rồi lên liền cho em mã 13 size L cho Song Ngư.
13 là size L thôi mấy chị ơi, không có size kêu ạ. 14 là 5XL nè cả nhà. 14 là 5XL nha. Chị nào lấy 14 chút, 14 5XL. Mấy chị ơi, đơn này gom tới chua nha. Chua em sẽ một rồi em sẽ lên áo đồ nữ nha, đồ tết ấy. Ví dụ như là áo em đang may nè, là chua em sẽ lên nha, một rồi em sẽ lên cho mình nha mấy chị ơi nha. Em sẽ gom cho mình tối 8 giờ luôn. Mấy chị bấm theo dõi livestream. Cho Nguyễn Thị Bích Giang. Bấm theo dõi livestream nha. Bây giờ lên áo nam, chưa sẽ lên cho mình là đồ nữ, tối sẽ lên đồ nữ hàng tết nha, quái xét tết dùng cho em. Và chủ nhật nhà em nghỉ, đơn này thứ hai mới đi đơn nha, mấy bạn nhớ dùng em thứ hai đi đơn thì sẽ gom với lại lúc tối á, túi lúc tối luôn nha. Rồi mã mấy em? 15 size 3XL. Lên liền cho em mã 15 size 3XL dùng cho em. 15 size 3XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 15 size 3XL. Em nhận rồi chị Thảo Phương nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 size 3XL. 13 hết rồi chị. Rồi con nãy đẹp ghê bác. Lấy 15 size 3XL đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 16. Áo này đồng giá 139.000 thôi mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em. Lên liền cho em mã 16 size 3XL luôn cả nhà. 16 size 3XL. Cứ dùng cho em mã 16 size 3XL dùng cho em. 16 16 dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã 16 mấy chị ơi. À, cái chữ của nó là chữ xô nó làm nổi lên luôn á. Rồi đẹp quá. Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 16. Rồi lên liền cho em mã 17 size L. 17 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 17 size L. Chốt liền cho em mã 17 size L nè. 16 cho Hương Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 17 size L. 17 size L dùng cho em. Lên liền. Thấy chị Duyên 23 nhân mẫu có một con chị chốt sao quá chị ơi. 17 cho Thanh Ngân Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 18. 18 size L. Lên liền cho em mã 18 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 18 size L dùng cho em. 18 XL nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 18 size L nè. Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 18 size XL dùng cho em. Chốt liền cho em mã 18. 18 18 dùng cho em, size XL dùng cho em. Cái dùng cho em mã 18 size L. 18 size L, 18 có cả 3 size L luôn nè. Mười tám có 3XL nữa cả nhà. 18 kèm size XL và size 3XL ạ. 18 là em có size cho mình là size XL và size 3XL nha. Chào lấy thì chốt liền cho em hàng Eric dùng cho em. Eric nha cả nhà nha. Size XL và size 3XL hãy có ghi size. Có một con nha, không chị không được á chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 19 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 19 size L. 19 size L mấy chị. Mấy bà không tin mấy bà. Lấy mã kèm số điện thoại. Bà mua cho chồng với bà cổ tròn đi về may rất là trẻ luôn. Lấy mã kèm rất số trẻ rất đẹp nha cả nhà nha. Đây nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 size L dùng cho em, chị nào có con cũng vậy nha mấy bà nha. Mua đi đẹp lắm luôn ấy. Vải rất là đẹp luôn, xịn sò lắm. 19 cho chị Hà. Rồi lên liền cho em mã 2. 20 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 20 size 3XL nè. Lên liền cho em mã 20 size 3XL, đây là hàng theo cho em. Hàng theo nha cả nhà nha. Rồi lên liền 18 size 3XL cho Lanh Ta. Rồi lên liền cho em mã 20 size 3XL này cả nhà. Lên liền cho em mã 20. 20 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 20 size 3XL. 20. Mấy chị hổ đi cả nhà, mua áo mà bình thường nói chung là bình thường mua mang cổ đứng á, nhưng mấy chịu nha, bây giờ mua thử cổ tròn đi rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 21 size 2XL. 20 cho Nguyễn Nhung. Rồi lên liền cho em mã 21 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 size 2XL nè cả nhà. Rồi cái mặt ảnh. Rồi lên liền cho em mã 21 size 2XL. Lên liền cho em mã 21. 21 dùng cho em size 2XL dùng cho em mấy chị. 21 dùng cho em size 2XL dùng cho em. Đẹp xuất sắc luôn mấy bà ơi. 21 lên liền cho em mã 21. 21 size 2XL cho Diễm Phúc. 22 size XL. Rồi lên liền cho em mã 22 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 22 size XL. Đi dùng cho em mã 22 size XL dùng cho em. 22 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 22 size XL. Rồi lên liền cho em mã 23 size L. Lên liền cho em mã 23 size L dùng cho em. 23 size L. Lên liền cho em mã 23 size L. Hãy có ghi số ký ở dưới đó em.
Hãy có ghim số ký ở dưới nha. Hãy có ghim số ký dưới. 22 cho Ngọc Tiền. Rồi lên liền cho em mã 23 size L. Chị Ngọc Tiền kèm số điện thoại lại giúp em chị nha. 23 size L dùng cho em. Chị Tiền lên số điện thoại dùng cho em với. Mua mấy năm rồi đó, 4-5 năm rồi, nhưng mà kiểu như khách quen á, nhà không có để số điện thoại á, phải sợ bị nhầm á chị. Kèm số điện thoại đi cho hãy 23 size L đi ạ. Nó lưu luôn hiền. Chờ 4-5 năm bán hệ thống rồi mà không có số điện thoại nữa. Khách quen cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 24 đúng không? 24 size 3XL này. Lên liền cho em mã 24 size 3XL này. Ok chị nha. Rồi lên liền cho em mã 24 size 3XL. Lên liền cho em mã 24 size 3XL. 24 size 3XL dùng cho em. 23 size L cho Tú ăn. Rồi lên liền cho em mã 24 có ghim đó cả nhà. Chị Tú ăn lên lại số điện thoại giúp em chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 20. Lại số nội đúng giúp em chị ơi. 25 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 25. 24 cho Quyên Di. Rồi lên liền cho em mã 25 size XL dùng cho em. 25 size XL. Chị Thư Thư ơi, chốt nửa cọc dùng cho em nha chị nha. Khách mới em chỉ chốt được 2 con cho em. Thôi em sợ bơm quá rồi. 24 cho Thư Thư. Chị Thư Thư chọn thêm thì cọc giúp em chị nha. Cọc giúp em nha cả nhà nha. Cọc cho em 100 ngàn là được rồi cả nhà. Thứ hai đi đơn thì em sẽ trừ cọc cho mình ha. Và nhà em gom like cho mình tới trưa nay với lại tối nay luôn. Hai like nữa nha mấy chị luôn nha. Nên là chị nào ưng chuộng thêm mình chốt mình cọc cho Hải 100 ngàn khách mới ha. Rồi lên liền cho em mã 26 size XL dùng cho em. Trời nó đẹp ghê luôn mấy trời. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 23 cho Tú ăn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 26 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em. Lên liền cho em mã 26 dùng cho em này. 26 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 26 size XL. 26 còn không có bán đồ nam quần đâu cả nhà ơi. Khó lắm luôn, nó nhiều size số quá. 26. Rồi lên liền cho em mã 27 size 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 27 size 5XL này. Lên liền cho em mã 27. Lên liền cho em mã 27 size 5XL à. Rồi lên liền 26 cho nhỏ Tina. Rồi lên liền cho em mã 27 size 5XL dùng cho em. 27 dùng cho em size 5XL này. Chờ lấy chút liền cho em mã 27. Lên mã 27 size 5 với cho em mấy chị nha. Lên liền cho em mã 27 5XL. 27 cho Duyên 2B. Rồi lên liền cho em mã 28 size L. Ở đây nó sẽ là Phú Nhung này. Rồi lên liền cho em mã 28. 28 là size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 28. Áo đồng giá 139 ngàn chị. Rồi lên liền cho em mã 28 size L. 28 size L, 28 size L nó đó mấy chị. Ở đây nó sẽ là Phú Nhung cho mình, con áo này nó đắt lắm em. Lên liền cho em mã 28. Rồi lên liền cho em mã 29 size L dùng cho em. 28 cho Văn Quay. Rồi lên liền cho em mã 29 size L dùng cho em. Con này nó sẽ khác tất cả các hãng khác nha mấy bà nha. Nói chút nó rất là đẹp luôn. Hàng của nó sẽ là hàng Eric á. Hàng Eric 26 em thấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 29 này. 29 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 29 size L. 29 size L của nó là theo cho mình. Theo nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 29 size L. 29 L cho Trần Thiền. Rồi lên liền cho em mã 30 size XL. Lên liền cho em mã 30 size XL dùng cho em. Size gì cũng có chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 30 size XL dùng cho em. 30 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 30. 30 là size XL dùng cho em. Chốt liền cho em mã 30 size XL dùng cho em. 30 XL dùng cho em. Size gì cũng có hết trơn cả nhà. 30 là size XL mấy chị. Rồi 31 XL luôn cả nhà. 30 cho Phạm Thị Hồi Thơ. Rồi lên liền cho em mã 31 XL. Rồi lên liền cho em mã 31 XL dùng cho em. Chủ của nó sẽ là dập nổi cho mình. Dập nổi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31. Rồi cái màu đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 32 size L này. Lên liền cho em mã 32 size L này. 32L nha. Chốt liền cho em mã 32. Càng số điện thoại về giúp em chị ơi. 31 em có size XL thôi chứ không phải size 2XL chị nha. 31 là XL chị, 32 là size L. 31 cho Yến Nhi. 32 cho
XL cho mi sơ mi 33 size 2XL. Rồi lên liền cho em mã 33 size 2XL dùng cho em. 33 là size 2XL. 33 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 size 2XL. Lên liền cho em. Áo đồng giá 139.000 chị. Em có ghim bài chị ơi. Em có ghim bài đó cả gì. Trời ơi, cái chân nó đeo. Size 33 là size 2XL ạ. 33 là size 2XL. Rồi 34 là size 2XL. 34 size 2XL. 32 em hết. Rồi lên liền cho em mã 30. 34. 34 size 2XL dùng cho em. 34 dùng cho em. Lên liền cho em mã 34. 35 size 3XL. 35 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 35. Lên liền cho em mã 35 dùng cho em nè. 35 size 3XL. 34 cho Hồng Mi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 35 nè. 35 là size 3XL nè. 35 là size 3XL. Lên liền cho em mã 35. 35 từ từ khoan nha. 35 là em có 3XL. XL. Ba lăm mấy chị lên size dùng em đi cả nhà, ít eo với ba ít eo. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi 35 kèm size vào mấy chị ơi. 35 kèm size ít eo với ba ít eo dùng cho em. 35 là có size XL và size 3 ít eo ạ. Nên 35 kèm size vào ạ. 35 size 3 ít eo cho Thanh Nghe Du. 35 size XL cho Luna. Rồi 36 thì 36 là em sẽ có cho mình là XL và 3XL. Đây thì em like luôn. Tại vì nó cũng màu trắng trắng em like luôn cho mấy chị luôn. 36 nè. 36 cái con này là, con này là 3XL nè. Nha, 36 là con này là 3XL nè. Cổ nó sẽ là cổ xám nè. Cổ xám nha, 3XL nè mấy chị. Lên liền cho em mã 30. 36 là size 3XL là cái con này nha. Rồi 36 size XL nè. 36 size XL là con này nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 36. 36 size 3XL cho Lũ Dung. Rồi 36 size XL. Lên liền cho em mã 36 size XL dùng cho em. Lên 36 size XL mấy chị. Rồi 37 là 3XL. Rồi lên liền cho em mã 37 3XL dùng cho em. 36 size XL cho Phan Thanh Phương. Rồi lên liền cho em mã 30. 37 dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 nè. Rồi chốt liền cho em mã 37 size 3XL dùng cho em. 37 size 3XL. 37 cho Đỗ Dung. Rồi 38 là size XL. Rồi lên liền cho em mã 38 size XL dùng cho em. 38 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 38 mấy chị biết không. Cái này em like từng cái mà nha. Phải xếp lại giống như ở trong đây này. Nó rất là các bà ơi thật sự luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã ba mấy nha. 38 dùng cho em. Rồi lên liền cho em 39 dùng cho em nè. 39 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 39 nè cả nhà. Lên liền cho em mã 39. 2XL là 65kg chị. Có ghi có ghi cả bài nhà. Rồi đó chị ơi. Mà nếu mấy chị mang tăng cũng được không sao đâu. Nó không có bị rộng, bị chặt đâu nha cả nhà nha. Tại vì là em đã ghi cho mình là rộng quá cả nhà. Nhưng mấy chịu nhanh là yên tâm. Mấy bà ơi máy nó đẹp luôn. Dễ may. Trời ơi nam nó dễ lắm. 38 là size 3XL à. Rồi lên liền cho em áo nữa. Cho mấy chịu nha. Mặc rộng xíu cũng được. Mặc ôm xíu cũng được không 39 sao. Là size 3XL mấy chị ơi. Chỉ xài quần thôi cả nhà. Bởi vậy em ít đi bán quần. 39 size 3XL à. Bởi vậy em ít đi bán quần đó cả nhà. Tại vì rất là khó. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em. 3XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em. 39 size 3XL cho Thảo Phương. Rồi lên liền cho em mã 40 3XL dùng cho em. 40. Bây giờ em không bán quần là như vậy. Tại vì áo thì nó dễ may. Cả nhà cũng giống như mình vậy đó. Áo thì mình cực kỳ dễ mặc luôn. Quần thì phải đúng size số. 40 size 3XL cho. Lên liền cho em mã 41 size XL Nguyễn Nhung. Rồi lên liền cho em mã 41 size XL. Lên liền cho em mã 41 size XL. Nhưng mà em thấy là như ông Vương là không bao giờ ẩm mặc cổ tròn không phải nhà ơi. Tùy theo người ha. Tùy theo kiểu như độ tuổi nữa đúng không. Là size XL mấy chị nha. 41 là size XL. 41 size XL cho Hàng Hà.
Rồi 42 là sẽ là size áo đồng giá 139 ngàn thôi ạ. Rồi 42 sẽ là size XL. 42 XL dùng cho em. Lên liền cho em mẫu 42. Khi dùng cho em mẫu 42 dùng cho em, size XL dùng cho em. Vải mê lắm, vải của nó mịn lắm cả nhà. Vải nó mịn lắm à. Nó không phải là như vải áo thun của hàng của mình nha mấy chị nha. Nó không phải là như cái áo thun hàng 3158 mà mình mua đâu nha. Cái này áo nam nó xịn hơn, vải của nó mắc lắm á cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 42 size XL dùng cho em. 42 cho hàng hà. Lên liền cho em mã 40. 43 size 4XL nè. Rồi lên liền cho em mã 40. 43 size 4XL. Rồi lên liền cho em mã 43 nè. 43 là size 4XL nè. Chị nào lúc nãy giờ đợi size 4XL 5XL đâu. Rồi lên liền cho em mã 40. 43. 43 là size 4XL dùng cho em. 43 size 4XL. Đây này đẹp nhất. 43 size 4XL cho Nguyễn Phương. Rồi lên liền cho em mã 45 size 2XL đẹp này cả nha. Cái này mấy chị hãy không? Cái chữ của nó là cái chữ sâu, nó sẽ dập nổi lên luôn. Nha mấy chị yêu nha, sâu lên luôn cho mình luôn. Cái con áo này đẹp lắm. Lên liền cho em mã 44 size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 size 2XL này cả nha. Rồi lên cho hãy 44 size 2XL. Đẹp lắm cả nhà ơi, trắng nhưng mà vải đẹp lắm ấy. Xịn lắm. 44 chứ cái này 44 đúng không? 44 cả nhà. Lên liền cho em mã 44 size size 2XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 size 2XL. Lúc nãy chị có mã 88 á chị Trúc Thanh. 44. Khách mới kèm số điện thoại và giúp em ạ. 45 size 4XL. 44 size 2XL chị nha. Rồi lên liền cho em mã 40. Kèm số điện thoại và giúp em chị. 45. Lên liền cho em mã 45. Áo chữ dập nổi mua ngồi shop là hơn 300 ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hãy nói thật cái vải đẹp lắm á chị. Chị Vĩnh Hạnh ơi, kèm lại số điện thoại dùng cho em trong cái mã 44 dùng cho ai. Rồi lên liền cho em mã 40. 45 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 45 size 4XL này. Lên liền cho em mã 45. 45 dùng cho em. 45 size 4XL. 45 cho Ruby Trương. Rồi lên liền cho em mã 46 5XL. Rồi lên liền cho em mã 46 5XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 46 5XL. Rồi chốt cho Hải 50 à 46 là 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 46 5XL nha cả nhà nha. 46 dùng cho em, 5XL dùng cho em, có ghi bài cả nhà. Ghi dùm cho em mã 46 5XL. 44 cho Vĩnh Hạnh. Rồi lên liền cho em mã 46. Rồi lên liền cho em mã 47 46 cho Nhiên 2B. Rồi lên liền cho em mã 47 dùng cho em. 47 là 3XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 47 3XL dùng cho em, đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 47 dùng cho em. Chúc em mã 47. Rồi lên liền cho em mã 47 3XL dùng cho em, đẹp không cả nhà ơi. Nào đẹp nữa, màu trắng chủ. Lên liền cho em mã 47. 47 cho Hung Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 48 size XL nè. Lên liền cho em mã 48 size XL. Đi như mày mà vào nè. Lên liền cho em mã 48. Rồi chốt liền cho em mã 48 size XL dùng cho em. 48 nha mấy chịu nha. Vải mê lắm khách ơi. Rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. 48. Rồi lên liền cho em mã 48 size 48 là size 2XL nha. 48 là size 2XL dùm cho em. Lên liền cho em mã 48. Lên mã 48 size 2XL mấy chị ơi. 48 là 2XL dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 49 size đồng 49. Giá 139 ngàn hả chị? 49 size XL. Hãy có ghim giá với lại ghim số ký ở dưới đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 40. 49 size XL dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 49 size XL dùm cho em. 49 dùng cho em ha. 49 theo chữ B dùng cho em này. Màu đẹp chưa? Cứ dùng cho em mã dùng cho em mã 49. 49 là size XL dùng chạy. Lên liền cho em mã 49 size XL. Lên liền cho em mã 49. Rồi lên liền cho em mã 50 size 5XL.
Rồi lên liền cho em ảnh 50 size 5XL dùng cho em. Con này là sẽ là theo cho mình. Theo nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 50 là size 5XL này cả nhà. Lên liền cho em ảnh 50 size 5XL. 50 cho Hải nha. Chị nào mà mua 5XL thì chốt nè. Size lớn thì nó có ít. 50 size 5XL cho muôn da không? Rồi lên liền cho em mã 51 size 3XL nè. Rồi lên liền cho em mã 51 size 3XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 51 dùng cho em. Lên liền cho em mã 51 size 3XL. 51 3XL dùng. Lên 51 size 3XL với em ạ. Lên liền cho em mã 51 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 51. Rồi lên liền cho em mã 50. 52 5XL đẹp chưa cả nhà ơi, đẹp lắm luôn đó là nghe. Màu đúng đẹp luôn ấy, đây nè. Màu này mới là 5XL 50 mấy? 52. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em 5XL dùng cho em. Đẹp chưa mấy bà ơi, vải nè. Trời ơi, cái màu nè. Lên 52 size 5XL với chị ơi. Lên liền cho em mã 52. Cho Thảo. Lên liền cho em mã 52. 52 size 5XL cho Diên 23. Chị Diên 23 thấp mới chọn thêm thì cặp giúp em 200 vào tài khoản chị nha. Số tài khoản 200 bìa trong phân bay chị ạ. Cặp rồi em mới chốt thêm được chị nha. Rồi lên liền cho em mã 53 5XL. Rồi lên liền cho em mã 53 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 53. Lên liền cho em mã 53, con này sẽ theo cho mình. Đó. Rồi chốt liền cho em mã 50 53 5XL. Rồi lên liền cho em mã 54 size 4XL. Chị Duyên He B ơi, cọc rồi chốt nha cả nhà nha. Cọc 100 ngàn rồi mình chốt thêm hè. Rồi lên liền cho em mã 50 54 size 4XL. Lên liền cho em mã 54 size 4XL dùng cho em. 54 dùng cho em. Lên liền cho em mã 54 à. 54 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 54 size 4XL. 54 size 4XL cho Đỗ Dung. Rồi lên liền cho em mã 55 size 3XL. Lên liền cho em mã 55 size 3XL. 55 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 size 3XL. 55 size 3XL là cái này nó sẽ là dập nổi nha. Dập nổi nha cả nhà nha. Chữ nổi dùng cho em luôn. Chữ nổi ha. Rồi lên liền cho em mã 55 size 3XL này cả nhà. 55 dùng cho em. Size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 55. 55 size 3XL đi với em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 56 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 56 size XL. Chốt liền cho Hải mã 56 size XL hàng theo. 56 là hàng theo ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 56 size XL. 56 này đẹp nè cả nhà. XL nhưng mà đẹp lắm á. Rồi 57 size 4XL. Rồi lên liền cho em mã 57 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 57 size 4XL. Hàng theo luôn cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 50 57 dùng cho em. Lên liền cho em mã 57 toàn là theo không đó cả nhà ơi. Toàn theo với lại dập nổi không á. Nó rất là bền cái áo nha cả nhà nha. Xịn sò lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 57 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 57 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 57 dùng cho em 4XL. Thế mới lên mã kèm số điện thoại giúp em chị ơi. Lên liền cho em mã 57. 57 là size 4 keo ạ. À. Không phải đâu, nó tùy theo cái cục đó ấy. Hồi nãy Hải cũng like size L nhiều lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã 58 size 4 XL nè. Rồi lên liền kèm số điện thoại với em chị nha. Rồi lên liền cho em mã 58 size 4 XL dùng cho em. Lúc nãy đầu là Hải like size nhỏ nhiều, cái là kêu sao không có size 5 XL, không có size to 4 XL này kia, nhưng mà giờ ấy chứ nó sẽ có lại cho cả nhà size L đồ này kia đó. Nhiều á cả nhà. Rồi 58 hả? 56 cho Hòa Lê. Rồi lên liền cho em mã 58 size 4XL này. Màu đẹp như thế này đây mấy bạn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 58 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 58 size 4XL dùng cho em. 58 58 cho chị Mỹ Xuyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 59 dùng cho em này. 59 size 3XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 59 size 3XL. Chứ nó lại có cho mình là size L đó. Rồi lên liền cho em mã 50
59 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 59. 59 size 3XL. Bên có báo size hết rồi mà chị ơi. Có ghi mà dưới đó cả nhà, phải ghi mà dưới đó. Ghi mà dưới, mấy chị đọc cái bài ghi mà dưới nha. Rồi lên liền cho em. 59 cho Vĩnh Hạnh. 60 3XL. Rồi lên liền cho em mã 60 3XL. Hãy có ghi bài ở dưới đó cả nhà. Hãy ghi bài ở dưới, mình đọc bài ở dưới dùng cho Hải thì. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 60. 60 size 3XL. Chị Vĩnh Hạnh có mã 59 rồi chị nha. Rồi lên liền cho em mã 60. 60 cho Thị Trúc. Hãy có ghi bài ở dưới đó cả nhà ơi. Chị đọc bài ghi dùng cho Hải nghe. Rồi 61 size XL dùng cho em. Ôi con này lúc nãy mới bảo ơn. Lúc nãy nó có size size to nè. Này nó có size XL nè. Lên liền cho em mã 61 size size XL nè. Fabric dùng cho em hàng 2 tay nè. Mấy bà bị bà hỏi chồng mấy bà đi cái áo này có xịn hay không á. Vải rất là xịn nha, mặt mát lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 61 size XL. 61 cho Phạm Thảo Sơn. Rồi lên liền cho em mã 62 size 4XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 62 size 4XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 62 size 4XL. Chữ của nó là sẽ là chữ su á cả nhà. Chữ su dập nổi lên á, tay này. Đẹp không? Con này chị nào có chồng mua đi cả nhà. Con trai may cũng được luôn. Lên liền cho em mã 62. 62 đẹp lắm á. Có ai cho Thảo Phương? 5XL nè mấy bạn. Nãy đầu like lên quá trời size nhỏ luôn. Rồi lên liền cho em mã 63 size 5XL nè. Lên liền cho em mã 63 size 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 63 size 5XL nè. Lên liền cho em mã 63. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã 63 dùng cho em. Y như vậy luôn mà 5XL nè. Lên liền cho em mã 60 mấy nhỉ? 63 chứ đúng không? Hãy đọc nhà. 63 cho Cherry Thảo. Rồi lên liền cho em mã 65 luôn nè. 65 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 65 3XL. Có cổ Hải Lan hết rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 60 65 dùng cho em. Lên liền cho em mã 65 size 3XL dùng cho em. 65 3XL. Lên liền cho em mã 65 3XL dùng cho em. Ủa trời mang đúng trẻ luôn mà mấy bà. Rồi lên liền cho em mã 66. 66 là đen trơn 5XL. 66 là đen trơn nha. Đen trơn cho Hải luôn. 65 là size 3XL ạ. Nha mấy chị yêu nha. 66 là đen trơn. Trơn nguyên cái con áo 65 luôn. 65 cho Nguyễn Bích mà Hà. Mà còn 5XL nữa nè. Đó chị nào mua cho chồng may nè. 66 đen trơn nha. Bà nào mà có ông chồng mà đơn giản hoặc đơn giản luôn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. 66 size 5XL. Rồi lên liền cho em mã 67 size 3XL dùng cho em. Mấy cái màu này mà ế là không có cam tâm đâu nha mấy bà nha. Tại vì nó quá là đẹp. Rồi lên liền cho em mã 60 67 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 67 size 3XL. Cái mà nó quá là đẹp đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 5XL á chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 67 dùng cho em. Lên liền cho em mã 67. Có bảy cho Vĩnh Hạnh. Chị Vĩnh Hạnh ơi, khách mới chọn thêm thì gặp giúp em 100 vào tài khoản chị nha. Rồi lên liền cho em mã 60. Khách mới em chỉ chốt được chừng đó thôi ạ. 68 size 4XL. Lên liền cho em mã 68. Chị Duyên lấy cái áo này đi chị Duyên. Áo này đẹp lắm nè. Số tài khoản có trên ảnh bìa cả nhà. Nha mấy chị yêu nha. Số tài khoản có trên ảnh bìa. Nha mấy bà nha. Cọc 100 ngàn rồi mình chốt thêm thì. Chốt thêm chị nào mà hết đồ nữa thì chua nay. Tối nay em còn like nữa cả nhà. Mình gom đơn luôn ha. Thứ hai mới đi đơn nè. Rồi lên liền cho em mã 60 68 size 4XL nè. Chị nào chồng mang vừa 4XL chốt cái con này nè cả nhà. Đây. Rồi lên liền cho em mã 68. 68 cho Thủy Lê. Rồi lên liền cho em mã 69 3XL nè. Rồi lên liền cho em mã 69 3XL. Lên liền cho em mã 69 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 69 3XL nè cả nhà. Con này cũng đẹp luôn nè. Mấy con áo này đơn giản nhưng mà dễ mang lắm cả nhà ơi. Số 8 hết mấy chị. Mấy bà để ý đi mang mấy cổ này. Mấy bà rất là trẻ luôn nha. Trẻ đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã. Số 8 cho anh Mai. Lên liền cho em mã 69 dùng cho em. Lên liền cho em mã 69. Rồi lên liền cho em mã 70 3XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 70 dùng cho em. Rồi lên liền cho em. Có lấy mã 68 đâu không chị ơi? Bỏ ra luôn đi. Rồi lên liền cho em mã 70 size 3XL dùng cho em.
Rồi lên liền cho em mã 70. Rồi lên liền cho em mã 70 size 3XL dùng cho em. 70 nha, 70 3XL dùng cho anh. Lên liền cho em mã 70. Nói là ba sản phẩm là bên là cọc quá chị ơi. Lấy mã 70 size 3XL đi ạ. À. 70 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 70. Rồi cục lời nha. Rồi lên liền cho em mã. Em xả mã đó cho chị rồi đó chị ơi. 71 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 71 có ghim size ghim đồ. 70 size 3XL cho Tú Ân. Có ghim ở dưới rồi đó cả nhà ơi. Trời ơi, đồ cổ tim mà. Cổ tim lại lại. Đây xin hãy like cho chị ạ. Xin like cho chị Xương chốt nha, đợi xíu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 7 mấy? 71 size L. Rồi lên liền cho em mã 71 size L. 71 cho Trần Thiền. Rồi 72 size L. 72 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 72 size L. Lên liền cho em mã 72 size L. Cái này mình mang cũng đẹp đấy. Ừ. Nè, lên liền cho em mã dùng cho em. 72 size L dùng cho em. 72L. 72L nha. Lên liền cho em mã 72L. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hết cổ rồi nha chị ơi, em like hết rồi cả nhà. 73 5XL. 72 cho sâu cho chị sâu. Rồi lên liền cho em mã 73 5XL dùng cho em. Ở đây nó sẽ có cho mình nổi nha. Dập nổi ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70. 73 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 73. 73 size 5XL. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã 70. 74 5XL luôn. Rồi lên liền cho em mã 74 5XL. 73 cho Hồng Nhật. Rồi lên liền cho em mã 74 5XL. Lên liền cho em mã 74 5XL cả nhà. 74 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 74. Áo đồng giá 139 ngàn chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 75 size 2XL. 74 cho Hồng Nhật. Rồi lên liền cho em mã 75 2XL. Rồi lên liền cho em mã 75 2XL dùng cho em. Đẹp lắm á chị ơi, em nói thiệt luôn á, mê lắm á cả nhà. Em chỉ bán duy nhất một đợt này thôi, tại vì em bán kiểu như là hàng nó đẹp đó cả nhà, người ta cũng sale có đợt à. Em lấy cho mình được một lần đấy. Lên liền cho em mã 7 mấy? 75 size XL dùng 2XL dùng cho em. 75 là size 2XL nha cả nhà nha. Tay của nó đẹp chưa? 2XL nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 75 size 2XL. 75 cho Phương Ngân. Rồi lên liền cho em mã 76 size 5XL này. Rồi lên liền cho em mã 76 5XL, mê chưa? Rồi cái vải của nó đã mà cái form nó đã lắm cả nhà ơi. Lên liền cho em mã 70. 76. 76 là size 5XL. Lên liền cho em mã 76 5XL dùng cho em. 76 size 5XL cho em đi ạ. 77XL. 76 cho Lê Diệu Hiền. Rồi lên liền cho em mã 77XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 77 nè. 77 là theo dùng cho em. Theo nha cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 77 size XL dùng cho em. Em nói là cái áo của nó mấy bà ơi, nó không có một cái cọng chỉ thừa nha, nó rất là xịn luôn. Nha bà nha, hãy có ghim bại dưới chị. Rất rất là xịn nha cả nhà nha. Ai nè. Theo cho mình nè. Theo nha cả nhà nha. Cái áo của nó em nói thiệt luôn mấy bà, không có một cái cọng chỉ thừa luôn ở trên cái cổ luôn á. 77 dùng cho em. 77 là size XL. Ghi dùng cho em mã 77 size XL. Rồi 78 size L. Rồi lên liền cho em mã 78 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 78 size L. Có bụng thì mình mang rộng ra cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70. 78 dùng cho em. Cái form này nó mới triệt này nè. Cái form áo nó rộng, nó đẹp lắm. Nó không phải là cái form ôm. Không phải là form ôm cả nhà. Bởi vậy hãy mới kêu là chị nào mà thích ôm thì mình lùi lại một size đó nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Này 78 đúng không? 78 dùng cho em. 78 cho Long Ngô. Rồi 79 XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 79 XL này. 79 đẹp nè cả nhà. 79 XL. Rồi lên liền cho em mã 79 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 79 size XL. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 70. 79 dùng cho em. Chốt mã 79.
bảy chín dùng cho em. 79 là size XL mấy chị ha. Lên liền cho em mã 79. Rồi lên liền cho em mã 80 3XL dập nổi nè. Dập nổi nha cả nhà nha, 3XL. Lên liền cho em mã 80. Lên liền cho em mã 80. Cho Maria Thảo Quyên. Rồi lên liền cho em mã 80 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 80 dùng cho em. 80 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 80 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 80 3XL. 80 dùng cho em 3XL. Hãy nói thật luôn, vải rất là đẹp, vải xịn nha. Nó không phải là như cái vải phun hàng nữ của mình like đâu cả nhà. Nó không phải là cái chất phun Mỹ hay là cái hàng của tông khô đâu nha. Hàng xịn lắm, thật luôn ấy. Rồi 4XL này cả nhà, mã mấy nữa? Rồi 81 size 4XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 81 size 4XL. Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã 81. 81 là size size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 81 size 4XL này cả nhà. 81 4XL dùng cho em, hàng theo dùng cho em. Giờ lấy chút thì dùng cho em, màu này đẹp lắm đó cả nhà. Màu này đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã 81 size 4XL dùng cho em. 81 4XL nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 81. Rồi lên liền cho em mã 82 4XL luôn nè. Rồi lên liền cho em mã 82 4XL. Em like tấm tương tác lên nha mấy chị ạ. Mấy chị dập nổi cho mình nè. Chủ của nó là sẽ là chữ nổi nha mấy chị ạ nha. Rồi lên liền cho em mã 80 82 dùng cho em. 81 cho Nguyễn Thi. Rồi lên liền cho em mã 82 4XL luôn. 82 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 82. Rồi lên liền cho em mã 80 83 size XL. Chị được 3 con hả chị? Rồi lên liền cho em 82 cho anh Mai. 83 dùng cho em XL. Trời ơi cái màu nó đẹp. Chị anh Mai chọn thêm thì cộng thêm giúp em chị ha. Cộng thêm 50 ngàn giúp em chị nha. Rồi lên liền cho em mã 80 83 dùng cho em. 83 83 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 83 size XL. Chị được mã 82 rồi chị anh Mai. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 83 83 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 83. Rồi lên liền cho em mã 84 4XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 84 4XL. 83 cho Phan Lê. Rồi lên liền cho em mã 84 4XL dùng cho em. Chị nào lấy cái mã 84 này, chị Duyên lấy mã 84 không? Đây nè. Đẹp lắm, theo nha. Theo cho Hải nè, 4XL nè, cổ nè. Màu trắng nè, đẹp lắm. Cái mã đó là mã gì đó nè? 83 cho gì? Tấm 3 size XL à? Tấm 3 size XL. 84 cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Rồi lên liền cho em mã 85 size 4XL. Lên liền cho em mã 85 size 4XL. Lên liền cho em mã 85 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 85 size 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 85 85 85 dùng cho em. Lên liền cho em mã 85 size 4XL. Không có rồi, chị không tiếp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 85 nè. Rồi lên liền cho em mã 86 4XL nè. 85 cho Lê Diệu Hiền. Rồi lên liền cho em mã 86 4XL. 86 nè, 86 đẹp nè mấy bà. Màu theo chạy nè. Rồi lên liền cho em mã 86 4XL. Rồi lên liền cho em mã 87 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 87. Cứ dùng cho em mã 87 dùng cho em. 85 cho Sang Trần. Rồi lên liền cho em mã 87 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 80 87 dùng cho em. Lên liền cho em mã 87 4XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 87 4XL. Rồi lên liền cho em mã 88 5XL dùng cho em. Lấy mã 87 rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 88 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 88 88 5XL. 87 cho Nguyễn Thị Bích Duyên. Rồi lên liền cho em mã 80 89 2XL. Lên liền cho em mã 89 2XL dùng cho em. Em mấy cái màu này lại mình lại bán được nha. Đúng không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 89 dùng cho em nè, 2XL dùng cho em. 88 50 cho Linh Trần. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80
89 dùng cho em. 89 2XL dùng cho em. 89 cho Thảo Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 90 2XL. Lên liền cho em mã 90. Hãy cứ nghĩ là cái màu này không có bán được nữa mấy bà ơi. Nên là hãy kêu để cho Hải mấy cái màu xanh, màu xám, màu trắng, màu đen nhiều á. Hả không nghĩ cái màu này bán được đâu cả nhà. Đây này, nãy bà lại chốt nhiều cái màu này. 89, 8, mấy? 90 size XL này. Rồi lên liền cho em mã 90 size XL. 50kg mặc size L chị, nhưng mà đợi xíu nha. Lấy mã 90 là size 2XL mấy chị nha. Size 2XL. Đây này cái con này mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 91. 90 cho Linh Nguyễn. 91 size XL dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 91 size XL này cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 90. 91 size XL này cả nhà. 91 XL nha. Nhớ cho chị có ở đó có bộ lụa xước mà nó có một cục nào đấy nha. Cho chị coi chị coi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 91 dùng cho em. Lên liền cho em mã 91 size XL dùng cho em. 91 XL. 91 cho. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 92 size 4XL. Lên liền cho em mã 92 size 4XL của tròn này, áo lòng cổ tim này cả nhà. Cổ tim size 4XL này, đẹp lắm cả nhà ơi. Trời ơi mấy bà ơi, mình phải mang cho chồng mình trẻ chứ. Sao lại già mấy bà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 92 của tim size 4XL này. 91 em thấy chưa? Rồi 92 đen trơn nha, đen trơn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 90. 93 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 93 size L. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 93 size L dùng cho em. 93L dùng cho em. Lên liền cho em mã 90. 93 size L. 93L dùng cho em. Lên liền cho em mã 93 size L. 93L dùng cho em. 93 size L lấy cho em đi ạ. 93 cho Vân Vây. Rồi 94 size XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 94 size XL trơn dùng cho em. 94 size XL. Cho chị một bộ đi, cho chị một bộ. Đây mấy chị ơi, đây nè, chứ em sẽ lên chưa cho mình, em sẽ lên hàng lụa xước, hàng của Victoria dùng cho em, không phải hàng Sam nha. Nói trước là hàng của Victoria mới là mua 500 ngàn một bộ ấy. Hàng Victoria dùng cho em, tay tay dài dùng cho em, dài dài dùng cho em. Lụa của nó sẽ là lụa xước nè. Lụa xước nha mấy chị yêu nha, hàng tác của Victoria dùng cho em nha. Nha mấy bà nha, xịn rất là xịn luôn. Xịn hơn hàng Sam rất là nhiều nha, giá của nó sẽ là gấp đôi luôn á. Đây nè mấy chị. Lụa xước như thế này nè. Không biết chưa em lên kiểu không, chưa em lên hàng áo quần váy Tết nữa cả nhà. Lụa xước nhưng mà cái này thì có mấy thôi cả nhà, ít lắm. Nha mấy chị yêu nha. Và cái này thôi, mở ra hai luôn ha. 139 ngàn luôn mấy chị. Lên liền cho em mã mấy? 95 đi, có bộ nha, like cho mấy chị luôn đi. 95 của nó là lụa xước nha cả nhà nha. Lụa xước hàng Victoria dùng cho em. Victoria nha cả nhà nha. Hàng Victoria không phải là hàng Sam dùng cho em ha. Đây mấy chị, một bộ thôi. À, bộ lụa là mã 95 mấy chị. Mã 95 dùng cho em. Lên liền cho em mã 95, 139 ngàn. 139 ngàn thôi mấy chị ơi, lụa xước mấy chị ha. Lụa xước dùng cho em. 95 139 cho Lê Thị Thu Thảo. Lụa xước nha, cái này chắc là chưa em có một lên. Con mấy chị ơi. Nhưng mà em lên cho mình sẽ là lên hàng áo quần Tết nữa cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 96 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 96 dùng cho em. Lên liền cho em mã 96 chưa nha cả nhà nha, một rưỡi này. Rồi lên liền cho em mã 96 dùng cho em này. 96 size 4XL màu trắng. Trời nó đẹp như thế nào mấy bà ơi, cổ tiên nhưng mà đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 96 dùng cho em. 96 của team size 4XL màu trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 96. 96 nha mấy chị yêu nha. 96 là cổ team mấy chị, size 4XL ạ. À. Rồi lên liền cho em mã 97 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 97 5XL này. Lên liền cho em mã 97. Cổ rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 97 dùng cho em. 85kg mình mặc 4XL hay 5XL đều được các chị Thủy Nguyễn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã này là mã 97 size 5XL.
Tới liền cho em ở 97 5XL dùng cho em. Tới liền cho em ở 97 5XL cho chị. Đó liền cho em ở 97 dùng cho em 5XL. Đây cả nhà, lụa xước hàng Victoria nha. Nói trước là hàng Victoria dùng cho em. Tay dài, dài dài, bữa nay nó bắt đầu lặn rồi cả nhà. Rong rong rồi, xe xe rồi đó. Rồi lên liền cho em mã 98 dùng cho em này, 139 ngàn. Lụa xước nhưng mới chịu nha. Em nhắc rồi, hàng Victoria dùng cho em này. Lụa xước dùng cho em. Em có ghi xước ký hết rồi, sai hết rồi mấy chị ơi. Đọc chú em mấy chị ha. 99 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 99 dùng cho em. Lên liền cho em mã 99, 139 ngàn. Lụa xước dùng cho em. Lụa xước nha cả nhà nha, hàng của Victoria dùng cho em. Lụa xước nó đẹp luôn cả nhà. Nhìn cái bộ hàng lụa cái nó sang lên liền đó này. Nhìn cái nó sang lên cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 99 đi cả nhà. Lụa lụa mã 99 mấy chị ơi, 139 ngàn. Ôi nó đẹp đấy bà ơi. Nha. Chua lên nha. Đẹp quá. Chứ mình phải lấy chục bộ mình may, hay là mình lấy hết cái mẫu lẻ đó nè. Trời ơi nó đẹp mấy bà ơi. Lên liền cho em mã 100 nha cả nhà nha. 100 dùng cho em, 139 ngàn. Đồ xước Victoria dùng cho em. 65kg là cái mã nào chị ơi, bộ lụa hay là đồ nam? Rồi nó đẹp. Dạ còn gì. Mã 100 cho đổi vô. Còn nha. Còn nhưng mà đây mã 100 đây nha. 100. Hả? 100 là mã này chứ. Còn nha. Nhưng mà ưng. Rồi lên liền cho em không. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cho chị cái bộ lụa vàng đi. Vàng là cái nào? Màu cam á chứ đúng không? Rồi em nói nó đẹp lắm luôn á chị nghe. Đúng rồi chị. 60kg mang vừa á chị. Từ cho mấy chị 40kg nha. Cái nè. Màu này hả chị? Đẹp nhớ gì? Chị luôn, chị thấy nó say thật sự luôn á. Mấy bà ơi phải săn mãi mới được cái hàng Victoria đó nha. Thiệt luôn á. Mấy bà nhìn Hải đi, Hải like. Thiệt luôn, giá mà bèo bèo mà toàn hàng xịn không mà. Hàng người ta bán 400-500 ngàn, em vì em bán mấy chị 130 mấy ngàn đó mấy bà. Các bà để ý đi, toàn là hàng xước của Sam ấy, chứ không có hàng Victoria đâu. Ok cho chị nhỏ Tina nha. Nha Victoria đắt lắm đó. Tan của nó là tan Victoria. Có nhiều cái nó sẽ cắt tan luôn mấy chị. Tại vì nó đang bán 400-500 ngàn, bán 100 mấy ngàn. Nó không cho mình đăng hình luôn đó cả nhà. Nó ra điều kiện là lấy hàng nhưng mà không được đăng hình nha mấy bà nha. Không có được đăng hình mẫu mặt đâu. Rồi lên liền che mã một. Mã số 1 dùng cho em này. Mã số 1 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 1 size XL nha cả nhà nha. Mã 1 XL dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1. Mã số 1 dùng cho em ha. Chốt liền cho em mã số 1 size XL dùng cho em. Mã 1 size XL nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã số 1 size XL. Mã 1 XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 2 size XL dùng cho em này. Rồi lên liền cho em mã số 2 size XL dùng cho em. Mã 2 nha cả nhà nha. Mã số 2 là size XL dùng cho em, của nó là loan dùng cho em. Loan cái này nó sẽ là dập nổi cho mình mấy chị, nó làm xu á cả nhà, xu nổi lên nha. Con áo của nó đẹp lắm. Giờ lấy con áo này cho chồng mang. Rồi lên liền cho em mã số 2. Số 2 size XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 3. Chị mua 200 hàng giảm giá rồi đó hả? Trời ơi, thiệt luôn ấy. Trời ơi, hãy bán rất là rẻ luôn cả nhà. Số 1 cho sang trọng. Rồi lên liền cho em mã số 3 size 5XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 3 5XL. Đơn chốt hôm thứ hai đi, chưa sao em chưa nhận được. Đơn đi rồi em đợi nhận dùng cho ai đợt này mấy chị. Bữa nay gần Tết rồi đó, hàng nó nhiều quá nên là đơn nó đi nó bị chậm ấy. Rồi lên liền cho em mã số 3 5XL. Số 2 cho Thủy Lê. Rồi lên liền cho em mã số 3 5XL này. Mã số 3 5XL dùng cho em. Em nghĩ mấy cái màu này em lại bán được lắm mấy bạn. Màu cam, màu này kia mấy bạn. Lên liền cho em mã số 3. Rồi lên liền cho em mã số 4 này. Con này đẹp nè mấy chị. Mã số 4 5XL, con này đẹp nè cả nhà. Chị nào có chồng phông to lấy con này mang. Áo đồng giá 139 ngàn hả chị ơi. Nha mấy chị ơi nha, con này đẹp. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 4 dùng cho em.
có liền cái mã số 45XL. Con này đẹp này cả nhà. Tay của nó này. Có liền cho em mã dùng cho em mã số 4. Chút liền cho em mã số 4 dùng cho em. Có liền cho em mã số 4 nha cả nhà nha. Màu uống cho số 4 cho Thanh Nha Du. Có liền cho em mã số 4. Số 4 đẹp quá chị. Số 4 cho em mua da không. Rồi lên liền cho em mã số 5 size 3XL dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 size 3XL. Mã 5 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 nha cả nhà nha. Mã 5 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5. Mã số 5 3XL dùng cho em. Đi dùng cho em mã số 5. Mã số 6 size XL dùng cho em. Số 5 size 3XL đi các chị. Rồi lên liền cho em mã số 6 này. Mã số 6 là size 2XL dùng cho em. Mã số 6 đẹp quá vậy. Số 6 đẹp nè mấy bạn. Số 6 đẹp nè. Mã số 6. Số 7 XL luôn. Số 7 là XL dùng em. Số 7. Số 6 là 2XL. Số 7 là XL. Số 6 cho Châu Phạm. Rồi 7. 7 là XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 7 XL. Số 7 cũng xoay cho em đó chị ơi. Rồi lên liền cho em mã số 8 size 5 XL. Số 7 cho Hàng Hàng. Rồi lên liền cho em mã số 8 5 XL. Đẹp không cả nhà ơi. Xịn lắm, mấy bà về nhận hàng đi. Xinh siêu xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã số 9 là size 3 XL này. Số 8 màu trắng là 5XL. Số 9 màu xanh là 3XL. Số 8 là 5XL nè. Số 8 là 5XL màu trắng nè. Rồi số 9 là 3XL. Số 9 là 3XL màu xanh. Số 8 là màu trắng size 5XL mấy chị nhá. Còn số 9 là màu xanh size 3XL ạ. Số 8 cho muôn da không size 5XL. Chị nào lấy số 9 lên mã số 9 size 3XL với em có mấy chị ơi. Đây mấy chị. Đẹp nè. Còn lên liền cho em mã số 10 2XL. Mã 10 2XL nè, đẹp không? Còn lên liền cho em mã số 10 dùng cho em. Chốt liền cho em mã số 10. Mã 10 là mã 10 dùng cho em nè. Mã 10 là 2XL dùng cho em. Mã 10 2XL dùng cho em trắng nè. Đẹp quá trời luôn á, chị nào mua cho chồng cho con trai đều mang được hết nha. Còn á chị ơi. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã số 10. Mã số 10 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 10 nha cả nhà nha. Mã 10 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 10. Size mã 10 là size 2XL dùng cho em. Số 10 cho Trương Quỳnh Như. Rồi lên liền cho em mã 11 size L. Rồi chốt liền cho em mã 11 size L dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 11 size L. 11L dùng cho em. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 10 11 size L. 11 size L dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 11 size L. Lên liền cho em mã 11 size L dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 12 size L nè cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã 12 size L. 12 size L dùng cho em. Lên liền cho em mã 12 size L theo nè. Mấy cái màu này rất là đẹp cả nhà. Đơn giản đẹp nha cả nhà nha. Mang bền nữa. Lên liền cho em mã 12 size L dùng cho em. 12 size L. Rồi lên liền cho em mã 12 size L. Lên liền cho em mã 12 size L. Áo đầm giá 139.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã 13 size 4XL. Lên mã 12 size L mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 13 size 4XL dùng cho em. Đẹp quá à. Cái màu này lại bán siêu chạy luôn đó cả nhà. 12 size L cho Thẩm Mỹ Hải Hà. Em thấy màu đen lại bị ế. Sao màu đen lại bị ế nhở? Thường nam thích màu đen mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 cho Ngọc Tiền. 13 đúng không? 13 size 4XL. Lên mã 13 size 4 cho em mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 14 size 2XL. Rồi lên liền cho em mã 14 size 2XL dùng. 13 cho Thị Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 14. Rồi lên liền cho em mã 14, 14 2XL. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 14 dùng cho em. Lên liền cho em mã 14.
14 cho 2XL cho Đinh Hảo. Rồi lên liền cho em mã 15 2XL dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 15 2XL dùm cho em. Chốt liền cho em mã 15 size 2XL. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 15 này, 15 size 2XL dùm cho em. Chốt liền cho em mã 15. 15 chữ B, 15 chữ B nha. Chốt em mã 15. Rồi 16 2XL màu đen luôn. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em. Bởi vậy kêu là không thể nào mà mua theo kiểu mà chồng mình mang được cả nhà. Mình cứ nghĩ chồng mình mang màu đen, màu trắng này kia cả nhà. Đây nè, là không nha, bán màu rất là được luôn, màu đen nè. Lên liền cho em mã 16. 16 dùng cho em. 15 cho Cát Bảo. Rồi lên liền cho em mã 16. 16, 16, 2 theo màu đen. 16 hãy có ghim bài đó lên đi Phương, hãy có ghim bài. À, hãy còn nốt hai cục nữa, hai tháng hãy lên luôn cái bài chốt luôn nha. Đúng rồi, 15 đúng rồi. Và cái này lên liền cho em mã 17 là em có 3XL với 5XL nè. 17 nè, 17 là em có 3XL với 5XL nó chị. Đẹp quá trời luôn nha, nó thiệt phải, nó đẹp lắm cả nhà. Không biết phải diễn tả sao cho bà biết không, mấy bà phải nhận hàng để bà mới thấy được nha. Đó không, nó điêu mấy bà đâu. Một con áo 6 em không có bán giá này đâu cả nhà. Em khẳng định mấy chị con này phải trên thị trường 300 mấy ngàn. Tại vì giá sỉ của người ta đã bỏ gần 200 ngàn, 200 mấy ngàn rồi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy nha. Mã 17 dùng cho em. 17 là em có size 3XL và 5XL nha. 17 là 3XL và 5XL dùng cho em. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã 17. 17 dùng cho em. 3XL và 5XL dùng cho em. 17 kèm size 3XL và size 5XL mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 17 nha. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em nè. 5XL dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 18, 5XL màu trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 18. 18 là em sẽ có cho mình 5XL nha, em chỉ có một con thôi. 18 là 5XL dùng cho em nè. 18 một con nha cả nhà nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 18. 18 là 5XL dùng cho em. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 18. Rồi em lên cho mình nốt cái con màu xanh nữa thôi các em xuống nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã mấy, cái này em bán áo nam là cả nhà ơi. Em có ghim bài dưới đó cả nhà. À có. Áo có cũ hãy hết rồi cả nhà ơi. Áo có cũ hãy like hết rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy. 19 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 19. 19 là em có 4XL với 5XL dùng cho em. Lên liền cho em mã 19, 4XL và 5XL nè. 19 nha cả nhà nha. 4XL và 5XL dùng cho em, hãy có ghim bài dưới đó cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Đây mấy chị nha. Bụng to là bụng bia đúng không? Mấy ông bụng bia đúng không? Bụng bia là mặc mấy con áo này là ok luôn đúng không em? Cái form của nó rộng quá cả nhà chứ không phải là form ôm nha mấy bà nha. Nó không phải là phong ôm cả nhà ơi. Và nó không phải là cái hàng thun mà giống như là em hay like mà áo nữ cả nhà. Nhưng mới chịu nha. Con này là hàng áo nam, nó chuẩn của áo nam cả nhà. Chứ không phải là mấy cái áo mà phong áo nữ hàng 3158 đâu nha mấy bà. Nó sẽ khác ấy. Phong của nó rộng, to, đẹp lắm. Mã mấy nhở? 19 dùng cho em. 19 là 5XL dùng cho em nè. Mấy chị nhìn nè. Bụng bia, bụng kia là ok la luôn cho Hải luôn. 19 xe nào với kem màu xanh cho Hồng Nhật. Tại có một con đen 3XL nè. 18. 18 cho chị Linh Trần. 18 là màu trắng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo cổ tiên size 2XL. Mới vừa cầm cái áo cổ tiên rồi bỏ đây nè. Tay cổ tiên size 2XL màu kem nè. Cổ tim trơn nha, cổ tim trơn này chút bảo này. Cổ tim trơn này. 19 bốn mắt em. 19 bốn mắt em.
19 size 4 XL cho Nguyễn Thi. Đây chứ, trơn này. Cổ tiên trơn 2XL này. Có liềm che mã cổ tiên trơn 2XL. Rồi lên liềm che mã dùng che cổ tim trơn 2XL nha cả nhà nha. Lên liềm che mã cổ tim trơn 2XL. Rồi lên liềm che mã 21 dùng che 3XL nè. 21 đen 3XL. Lên liềm che mã 21. Lên liềm che mã 21. Cổ tim cho các bảo. Rồi lên liềm che mã 21 đen 3XL. 21 đen 3XL. Lên liềm chay mã 21 đen 3XL dùng chay. Rồi lên liềm chay mã 22 3XL nè. 22 nha. Lên liềm chay mã 22 3XL dùng chay. Lên liềm chay mã 22 3XL. 21 cho Thủy Lê. Rồi lên liềm chay mã 22 3XL. Cái này nó có cái cục kiểu được cả không? Đây nó có một cái cục kiểu này. Đấy, cục kiểu nó trái bằng này. Chiều nay chắc 2 giờ em mới lên được nha mấy chị nha. Giờ em lên, cái này em ráng ráng xong nó bị trễ. Rồi lên liềm cho em mã 20. 20 mấy nhỉ? 23 size 3XL này. 23 đẹp chưa? Rồi 23 cho Nguyễn Viết Nhung. Rồi lên liềm cho em mã 23 size 3XL này cả nhà. Chốt cái mã 23 này mấy bạn, đừng bỏ qua nha, đẹp lắm đó. 23 xe 3 XL mấy chị ơi. 24 5XL này. Lên liềm chê mã 24 5XL xịn này mấy chị. Lên liềm chê mã 24 5XL dùng chê. Lên liềm chê mã 24 mấy chị nhìn tay của nó nha. Tay của nó sẽ là tay viền như thế này, nên là đẹp lắm, hàng rất là xịn luôn á. Hàng này bạn mua 3 400 ngàn đó. Lên liềm chê mã dùng chê mã 20 24 size 5XL dùng cho em. 24 cho Thủy Nguyễn. Còn lên liềm cho em mã 20 25 dùng cho em. 25, 25 là size 3XL nè. Lên liềm cho em mã 25 3XL. Hết có cổ rồi cả nhà ơi, hết có cổ rồi. Lên liềm cho em mã 20 25 dùng cho em. 25 3XL nè. Lên liềm cho em mã 25 3XL màu trắng dùng cho em. 25 24 hết rồi cả nhà ơi. Đây một cục này nó thua nha, súng nha. Lấy 25 size 3XL đi ạ. 26 5XL. Rồi lên liền cho em mã 26 này. 26 5XL này, đẹp đẹp. Cái này đẹp. Cái hình này đẹp này. Cái chữ này nó cũng đẹp này. Mà con này thì nó có được mấy màu. Thải lên luôn cho mấy chị đẹp. 26 này. Có cả 6XL này, có một con 6XL này mấy bạn. 26 cho Ruby Trương. 27 6XL này, chị nào lấy 6XL không? 27 6XL này. Lên liềm cho em mã 27 6XL dùng cho em. Lên liềm cho em mã 20 27 dùng cho em, 6XL dùng cho em. Rồi em ráng like cho nó. Có đứa mà đi luôn chứ em đó bụng thật sự đó rung tay luôn à. Sáng giờ chưa ăn cái gì hết. Rồi lên liềm cho em mã dùng cho em mã 20 27 6XL này cả nhà. 27 là 6 cho em đó chị ơi. 27 rung tay cho em. 28 XL dùng cho em. Rồi lên liềm cho em mã 28 XL dùng cho em. 28 XL dùng cho ấy nha. Lên liềm cho em mã 28 XL. Rồi lên liềm cho em mã 20 28 dùng cho em. Chốt liềm cho em mã 28. Rồi chốt liềm cho em mã 28. 28 size XL dùng cho em. 28 cho Lê Thị Thu Thảo. Không, em lên tốt, xưa nay hãy lên đồ Tết ở nhà không? Xưa nay hãy lên váy set Tết đồ này kia ha. Bộ lụa xước này kia cho mình. Rồi lên liềm cho em mã 20 29 dùng cho em. Mấy chị lên mã luôn nè. 29 màu xám size XL này. Lên liềm cho em mã 29 màu xám size XL kèm vô luôn ha. Tại vì nó có cho mình cái màu màu nâu size XL này. Và màu trắng size XL này nha. Rồi lên liềm chê mã dùng chê mã 29 màu xám size XL này. 29 là màu xám size XL ạ. 29 mấy chị. 29 rồi là size XL mấy chị nha. Rồi lên liềm chê thôi, lên 30 nha. 30 màu nâu, 30 màu trắng size XL. Rồi 30 màu trắng size XL, màu nâu XL. Rồi em xuống like nha. 29
9 cho Thủy Lê. Rồi lên liền trang mã, dùng trang mã 30. 30 là trắng nè, 30 trắng hai eo. 30 kèm màu trắng và trắng với nâu dùng trang. Nâu mấy chị ơi. Nha hai eo dùng trang. 30 đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Cái con này đẹp nè mấy bà, cái cục này màu đẹp mà. Chủ của nó cũng đẹp, nó sẽ phối cho mình cái tay. 30 kèm màu trắng và nâu lên đi ạ. 30 kèm màu trắng nâu dùng trang, đẹp đó cả nhà, size 2XL. 30 30 dùng trang. Lên liền trang mã 30, 30 kèm màu lên. Kèm màu lên chị Phương Ngân ơi. Chị lấy màu trắng hay màu nâu chị ơi? Chua em sẽ lên hàng áo dạ cho mình thì áo dạ xét đồ này kia nha mấy chị nha, nhưng mà sẽ kèm cho mình ít bộ lụa hàng xước. Đó, bộ lụa xước hàng Victoria dùng cho em nha. Victoria dùng cho em. 30 trắng cho Phương Ngân. Cái bà đi săn sale nó để là hàng trên 200 rồi cả nhà. Nha, còn cái này đúng hàng của nó không sale cả nhà, hàng mấy bạn bán shop, mấy bạn bán hàng cao cấp là 500 mấy ngàn, 4-500 ngàn nha. Nhớ là dùng em là hàng Victoria này, toàn Victoria luôn nha mấy chị yêu nha. Victoria dùng cho em. Hàng của nó sẽ là lụa xước á. Tụi em sẽ lên nha 2 giờ nha cả nhà nha, tại vì giờ em like nó trễ quá rồi. Đẹp lắm. Rồi hàng Victoria dùng cho em, lụa lụa xước nha cả nhà nha. Dây tai dùng cho em. Cái này mua Tết ở nhà mặc đẹp đó thì. Hay là để dành là tới Tết like ta. Đây nè. Thường tới Tết nhiều bà mua bộ lụa lắm, tại vì mình ở nhà ấy. Tên xếp luôn, thôi lên một cái rồi tắt like nè, rồi nghỉ nha, để cho em lên cả nhà. Cho em lên hàng Tết nha, váy xếp dạ này kia nhiều lắm luôn á. Ờ, váy kiểu rồi nhiều lắm. Đây, ghi em ở gấu đi. Gấu nha, để em xuống like cả nhà ăn cơm mấy bà ơi, trễ rồi. Gấu nha, 139 ngàn, chị thấy rẻ thật sự luôn á. Chị lấy 10 bộ mang cho nó sướng nha mấy bà nha, đã cái nơi nè. Gấu dùng cho em. Gấu cho Lê Thị Thu Thảo. Phần tiếp. Vằn dùng cho em nè. Không phần để mặt đi. Ai, cái này nữa nè. Dễ thương lắm luôn á, bé hình nào cũng đẹp hết trơn hả. Cô gái dùng cho em, cô bé cũng được đi cả nhà. À, cô bé tay ngắn nè. Cô bé tay ngắn mấy bà, cô bé tay ngắn. Trời nó đẹp. Chết Hải rồi mấy bà ơi. Phần nó vậy Hải để mặt rồi mấy chị ơi. Chết rồi mấy bà ơi. Trời ơi. Không, cô gái là tay ngắn nha. 139 ngàn, chốt không từ từ em để lên lại đi. Trời ơi trời ơi trời ơi. Chưa lên nha, thôi em tắt lại đi. Tới liền cho em 139 ngàn. Hàng Victoria cả nhà. Cô gái cho Thủy Nguyễn. Nè Victoria nè. Chị Nguyễn tay ngắn nha chị nha, lấy thì bấm ok dùng cho em á. Chị thương ghê luôn á trời. 139 ngàn lụa xước hàng Victoria. Rồi thôi, chưa lên nha, 2 giờ hãy like nha cả nhà nha. 2 giờ nha mấy chị yêu nha. Rồi bye bye mấy chị nha, 2 giờ hãy lên cho mình váy xét hàng Tết nha. Sẽ kèm ít bộ lụa xước nữa. À nó tay dài rồi bỏ ra đi em, bỏ tay ngắn ra đi. Rồi hãy tắt like nha, bye bye mấy chị.